Có một cái cô này, cổ với chồng cổ chia tay, xong đến chùa mình tu, xong thời gian cái cứ gặp nhau hoài, cái tự nhiên chớp chớp thì sao không biết. Cái cổ nói rằng là bây giờ tự nhiên sao nó sanh tình cảm. Lỡ thầy ơi, những đức nói ngày xưa nó hết tình cảm thì nó xa nhau, còn bây giờ nó sanh tình cảm thì đến lại với nhau thôi, cũng là tu bình thường thôi, có gì đâu. Làm sao lương tâm đừng có nặng nề thôi. Có khi có những cái xa nhau nó cũng là giúp cho mình nhận thức, rồi biết đâu đến lại với nhau mình lại có những giây phút chân quý thì sao. Không. Nhưng mà cái cuộc đời sống, làm việc gì cũng niệm niệm về người, hãy nghĩ về con đi, đó là điều quý rồi. Cuộc đời mình thôi đừng có suy nghĩ đến, mình hãy suy nghĩ về con mình đi. Cuộc sống tu hành niệm niệm về người. Nên người xưa nói một câu, nghĩ những điều vui giúp cho người khác trước, còn mình thì có niềm vui phía sau người ta. Đừng có niệm niệm cái gì cũng là nghĩ niềm vui là phải cho mình trước đi, cho mình trước đi. Ích kỷ lắm phải không? Cái tâm đó, nó ích kỷ, nó nặng nề lắm quý vị. Dù là quý vị không chi cầu niềm vui, nhưng tức khắc niềm vui nó sẽ đến với quý vị khi cái tâm không có đặt vấn đề chi cầu niềm vui. Tại vì mình niệm niệm mình muốn cho người khác vui là mình mừng rồi, người ta ăn no là mình mừng rồi, người ta cắt được căn nhà to là mình mừng rồi, những cái gì người ta tốt được là mình mừng rồi, những cái gì lợi ích mình phiên cho người ta được tốt đi. Mình đừng có suy nghĩ cái gì cho mình thì tức khắc cái tâm mình vui thôi. Cái tâm mình vui thì cái tướng nó vui chứ sao. Hoàn cảnh nó sẽ tốt, tại vì tướng do tâm sanh mà. Tại cái tâm ích kỷ nhỏ nhen của mình mà mình học Phật mà mình không có niềm vui đó. Cái gì cũng mình không à, cái tốt là mình, còn cái xấu cho người ta. Thấy không? Nhà bự thì nhà tôi, nhà gách thì nhà gãy, nhà đổ thì nhà người khác. Thấy không? Cái tâm đó làm sao mà học Phật được an vui hả quý vị? Chuyển lại đi, đổi cái tâm lại. Thấy không? Nó học Phật là gì? Là chuyển đổi cái tâm hẹp hòi. Vậy thôi. Niệm Phật cũng là gì? Niệm Phật để chuyển cái tâm hẹp hòi thôi. Nhưng Đức cứ nói hoài cái câu đừng có buồn ai, quý vị cũng khó làm à. Vậy đó mà về nhà cũng buồn à. Biết buồn là không có tốt, nhưng vậy cũng buồn nữa. Cứ buồn. Buồn không biết làm chi mà nó cứ buồn. Cái buồn này nó không phải mới đời này, mà vô lượng kiếp nó đã buồn rồi. Nó buồn chồng chất, nó buồn dãy đầy, nó buồn đống đống, nó buồn tích chữ trong đây nheo nhóc nè. Nên nó thích buồn. Nghĩa là nó buồn là dễ lắm. Có khi đi chơi chung với nhau, đi tu chung với nhau, muốn buồn buồn à, vô duyên. Muốn buồn buồn à. Nó đi tu chung với nhau á, nói Phật lòng tiếng, nghỉ chở. Có xe chở đi tu, xong cái đụng chạm một cái, mai mốt đừng đi xe tôi nữa nha. Nghỉ chở, hỏi sao kỳ à? Buồn rồi. Thấy chưa, vô duyên chưa? À, hoặc là đi đòn chung, mai mốt tôi buồn, tôi nghỉ đi chung rồi. Rồi xong nó đi đến chùa gặp mặt nhau cái. Đang cười vui tự nhiên gặp mặt cái. Phật ghét. Làm chi khổ dữ à. Ông thầy mỗi ngày ông khuyên mình đừng có buồn giận, mình đi buồn giận chi à. Nó hợp thì nói vài câu, còn không hợp cũng chào một tiếng có gì đâu. Nó thuận lòng thì nói chuyện vài câu chớ, còn không thuận lòng thì thôi. Chuyện ai nấy làm, nhà ai nấy ở, chồng ai nấy sống. Vậy thôi, có bận tâm cái gì cho nó mệt đi trời. Vậy đó mà, khi thương thì trời muốn đội lên đầu, mà khi buồn một cái rồi gặp một cái là vô nhà ăn cơm thấy mẹ đi đường đó, tự nhiên mình đi đường này đi lại gặp nó. Tao gặp mày là tao nặng nề lắm, quay đầu đi đường kia. Vô duyên ghê luôn. Niệm Phật tu một thờ nghe Pháp, cuối cùng mắt tiêu sạch nhách, do cái tâm này mà mắt hết trơn. Không, có nghĩa là quan gia đối đầu, cứ là quan gia đối đầu đã ghét là ưa gặp nhau lắm. Đi vòng vòng cũng gặp mà, đi khơ khơ vòng vòng, đi tản bộ cho mát mẻ, tự nhiên gặp mẹ này cái nóng nảy. Mà đâu có muốn gặp, đâu có muốn gặp mà nó lại gặp. Cái nghiệp quả là nó như vậy đó. Nên đừng có mang cái tâm buồn ai làm chi, phải không? Bây giờ số lượng con người đông ào 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 ngoài đường vậy mà bị ghét ai lại bị chạy xe dọc đường gặp nó đó. Kẹt xe cũng gặp, trời ơi kẹt xe cũng gặp nó đó trời. Nó thấy không, nó kỳ cục như vậy đó. Nó nên Phật có nói là quán tăng hội khổ. Quán là quán thù gặp nhau, nó hội là gặp nhau khổ.
Nên mình phải giải cái tâm nó đi để đừng có gặp nhau mà khổ. Rồi chưa xong đâu, đến lúc cận tử nghiệp cuộc đời mình, nó lạ thay là nó quán thân trái chủ, nó đến nó gặp. Tự nhiên mình sắp chết, mình đơ cái miệng, mắt mình đang nhìn thấy, tự nhiên nó đưa ngay cái mặt mình, nó nói chị ơi, chị tha thứ cho tôi. Mình nói tha cái gì mà tha, tao vọng vô mặt mày, bây giờ mày đi chỗ khác, tao gần chết rồi mày lên đây làm gì. Lúc đó săn hẳn lên chết đọa lạc luôn, thấy chưa, dại ghê luôn á. Nó cứ là tích tụ cái nghiệp rồi nó thành các cái quả của cuối đời. Nên đừng có buồn giận ai, để trong tâm chi. Những đứa cứ phiên cái câu này là tu đó, chứ không phải là nói câu này mà nói hoài đâu. Vì cái câu này quý vị khó làm, mà làm được tức khắc là an lạc trong tâm liền. Nói chứ làm được không buồn người là nó an lạc trong tâm liền, là tức khắc quý vị thấy Phật pháp nó có kết quả. Còn quý vị tu mà cứ buồn giận thì quý vị thấy Phật pháp đâu có kết quả đâu. Đã là buồn là cái mặt nó nhăn chứ sao, buồn thì mặt nó sụ sụ. Quý vị coi dù đẹp gì đẹp nhưng mà không cười mà cái mặt á, quý vị vừa gặp cái là quý vị muốn chạy mất dép rồi. Tại vì nó sụ mà, nó sụ thì ai mà thích. Đúng không? Nó ngước lên cười cười vui vui rồi mình nhìn thấy dễ thương đúng không? Đúng không? Thấy chưa? Ai cũng cười thấy dễ thương chưa? Có chi mà bị cười hoài gì thì đâu có nghèo. Buôn bán làm ăn cái gì cũng được, khỏi cần trang điểm cũng dễ thương nữa. Không cần trang điểm cũng dễ thương nữa, vì sao? Vì nó đã vui mà. Nó vui là tự nhiên mặt nó hồng lên. Vui là mặt nó hồng vì nó tích tụ năng lượng nên mặt nó hồng. Còn khi nó buồn là nó sạm, nó xanh chứ. Tại vì nó hao năng lượng. Giống như bóng đèn mà đủ điện thì sáng, mà không đủ điện thì tối thôi. Nó muốn đẹp thì sao? Cười đi. Cười đi thì sẽ đẹp mà, chứ không nói cho nghe. Cười là đẹp à, cười lâu ngày thành quen, quý vị súng răng cười cũng thấy dễ thương nữa. Súng răng mà cười làm sao mà đưa hàm răng súng ra nó mới dễ thương. Tại vì quý vị đưa hàm răng súng ra là chấp nhận súng răng. Chấp nhận súng răng nó mới phát cái duyên của súng răng. Còn khi mà mình đã súng răng mà mình cười mà mình là mình không chấp nhận súng răng, nó không phát cái duyên của súng răng, mà nó chử cái súng răng lại, nó chử cái tâm súng răng lại, nên nó không có an lạc gì. Nếu mà quý vị hiểu rồi, súng răng là cái vô thường tự nhiên thôi. Súng răng là súng răng thôi, ai mà không súng răng. Tại có những người ta trồng răng giả chứ ai mà không súng răng. Còn bây giờ tôi thật luôn, súng răng tự nhiên ta thấy quý vị hai cái răng súng không hẳn có duyên ghê trời. Súng răng mà cười dễ thương ghê ha. Đó, nó phải làm sao mà cái tâm tu nó như vậy đó. Nếu như quý vị giữ cái tâm này để niệm Phật thì chắc chắn là người niệm Phật đều giảng sanh hết chứ. Mà nụ cười nó so dịu cái tâm buồn phiền, nên mới nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ là gì đó. Dù là 10 thang thuốc bổ mà tâm nó không có vui thì quý vị có uống thuốc bổ nhiều cũng vô dụng mà. Không? Bây giờ nhiều người ngồi đây, quý vị đã từng buồn, đã từng trải qua những thời gian buồn thì biết rồi, đã từng trải qua những thời gian buồn, quý vị đã có cảm giác, đã có kinh nghiệm rồi. Buồn giết rồi mà uống thuốc này thuốc kia, hoặc là đi chỗ này chỗ kia chơi, nhưng về buồn vẫn là buồn. Nên người ta mới nói rằng là người buồn cảnh vật có vui bao giờ. Đúng không? Đã buồn rồi thì cảnh vật có vui bao giờ đó chứ, rõ ràng luôn. Quý vị mà vui, quý vị ngồi gì thấy cũng vui, nó đau chân mà sao quên mất tiêu. Nó đã vui rồi là nó vui à, tại sao mình không tập cho nó vui đi? Bận tâm chi cho nó nặng nề? Nó quý vị nói trời ơi, thầy tu nên thầy nói dễ quá. Trời tâm bậy, tôi cũng lo bao nhiêu sự việc á. Một tháng tôi sử dụng bao nhiêu tiền bạc ở đâu mà tôi sử dụng đây mà tôi không lo. Vậy mà tôi không lo là không lo à. Quý vị coi, quá trời sử dụng luôn, tiền bạc quá trời luôn. Nó tuần trước những đức tặng mấy ông nam mấy cái áo á. Những đứa thấy mấy cô đưa tay thích, thấy tội nghiệp. Những đứa điện thoại đặt người ta 2000 cái áo. Chừng nào có thầy? Mấy cô trong tâm hỏi chừng nào có thầy. Từ đây tới 4 tầng nữa không biết tầng nào có. Đặt 2000 chiếc áo rồi đó. Phía sau để cái dòng chữ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Có cái bông sen phía trước câu A Di Đà Phật. Chiếc áo mai cũng đẹp. Đặt 2000 chiếc áo. Quý vị coi, ở trong đạo không,
nghĩ rằng có tiền để làm cái việc tốt được thì cứ làm thôi. Cứ làm việc tốt được thì cứ làm thôi quý vị. Quý vị coi một chiếc áo gì mà đặt 2.000 chiếc áo, nó thành một số tiền đó nha. Số tiền cũng lớn không nhỏ, thấy không? Nên từ nơi đó quý vị coi, cái tâm mình nó thoải mái là được rồi. Hả? À, thoải mái là được rồi. Đông người như vậy mà không bận tâm gì vật chất, Phật dạy 100% là đúng. Tài thí thì giàu có, pháp thí thì thông minh trí tuệ, phóng sanh thì sức khỏe, tuổi thọ kéo dài. Muốn cái quả thì phải tu cái nhân. Nếu mỗi ngày cái tâm nó cứ rầu rĩ, thở cũng nghe cái mùi nghèo rồi bị giàu mà thở mà cũng nghe cái mùi nghèo. Trời ơi, có những người quý vị nghĩ họ nghĩ rằng họ đi xin thì họ đi xin với gương mặt phải cho thảm người ta mới cho, bậy. Vậy là không có kinh nghiệm đi xin chút xíu nào hết trơn á. Quý vị biết rằng cái người mà người ta xuất gia, người ta đi khắc thực, ai mà đưa gương mặt thảm ra, thảm có được nhiêu tiền chứ á. Mà cái gương mặt tự tại và cái tướng thông dong, tức khắc người ta cúng ghê gớm lắm. Cái tướng đó mới là tướng phước. Gương mặt tự tại, cái tướng thông dong, và đi dọc đường khắc thực, cứ là miệng nhép niệm Phật, tức khắc người ta cúng quá trời luôn. Chứ không phải nói gương mặt thảm mà người ta cho tầm bậy, không có cho. Có nhiều người đi xin nghĩ rằng là đi xin mặt phải thảm, phải không? Để ta cho. Đố mà cho, nó chỉ cho cái phước thừa. Nó cho cái phước thừa thôi. Nó cái phước thừa còn lại nó cho. Nhớ nghe quý vị, chứ đừng bao giờ nói rằng bây giờ mình nghèo mình phải làm cái mặt cho tội nghiệp để người ta thương, để người ta cho mình việc làm, hoặc là người ta giúp đỡ cho mình, tầm bậy quá. Quý vị mà làm cái mặt mà nó thảm thương, quý vị đi mượn tiền dòng họ nó không cho luôn nữa. Đi mượn nó không cho, vừa đến cửa nhà nó kêu em đóng cửa, đóng cửa lại đi. Nhìn cái tướng nghèo lỡ nhà, nhà lây nghèo, thấy không? Nên con người mình á, dù là nghèo nghèo nhưng đừng bao giờ có cái tâm nghèo trong đó. Miễn mình có cơm ăn áo bận, mình không có cái tâm nghèo. Nó có cái tâm phóng khoáng, tức khắc nó hiện cái tướng phóng khoáng liền. Mà cái tướng phóng khoáng là cái tướng của phước, quý vị. Tu mà nó chuyển được cái tướng nghèo đó đó, là tức khắc nó phát ra cái tướng phước liền nói chứ. Nó đừng bao giờ nói rằng là gương mặt tội nghiệp nó cho, không có đâu. Tôi quýnh quý vị thêm mới cho. Cho quý vị biết nghe. Ví dụ như nhiều bà làm vợ mặt hiền lắm nhưng bị quýnh đó ngày à. Mặt hiền mà bị quýnh. Chồng mới nói nhìn mặt của mày tao làm ăn không lên nổi, tao quýnh mày tệ thôi. Cho quý vị biết á nghe, nhớ á. Ông này ông cười mình cũng cười theo luôn chứ. Nên vậy nhớ, mình biết tu hiểu rồi, thấy không? Do trong mạng nó có phước thôi. À, trong mạng có phước chứ không ai cho mình đâu. À, nó không có phước thì giờ muốn cho cũng được nữa. Nó ngộ lắm, trong mạng nó không có phước rồi, vì cầm tiền bị đưa họ, họ vừa cầm đi đi một vòng tự nhiên gớt tiền mất tiêu. Trời trời ơi, nghèo mắc cái eo nữa, tiền ta vừa mới cho bỏ trong túi, cái túi bị lủng. Vô duyên như vậy đó, trời ơi, nó đã nghèo rồi, nó kỳ cục vậy đó. À, có những người gì nè. Trời ơi, cầu mai nhà nghèo quá, cái cơ hội làm giàu sao có được. Ngày nào cũng mua giấy số, cứ là ông bà ơi gia hộ cho con chúng tấm giấy số. Ông địa cũng ông nãy chuối gia hộ chúng số. Ông địa cầu mai nhà con nghèo quá, chỉ có chúng số mới làm giàu được thôi, nên ông gia hộ cho con chúng số. Con mà chúng số là con đi làm từ thiện tùm lum chỗ hết chứ. Cứ là mong mình có đi rồi mình mới làm. Không phải, mình làm trước đi rồi mình mới có. Cũng như những đức đến với người ta trước đi rồi thì cuộc sống những đức nó ổn định đầy đủ, thấy chưa? Chứ nếu những đức cầu là người ta đến những đức đi thì đố ai đi đến đây. Mình cứ đến với người ta đi thì tức khắc người ta đến với mình thôi. Cái tâm con người nó ngộ lắm. Quý vị cứ đến với họ, quý vị đừng có suy nghĩ thì họ đến với quý vị. Họ không có suy nghĩ đâu. Những đức thấy Phật tử đi về chùa mình, người ta đâu có suy nghĩ gì đâu. Người ta làm bánh này kia, người ta đem đến cái này cái nọ, ăn không hết. Bao giờ mà những đứa kêu đâu mà tự nhiên người ta vậy đó. Tại vì sao? Vì mình đến với người ta thì sao? Người ta đến với mình như vậy.
Thí dụ như quý vị cầm một cái bó hoa thơm, quý vị tặng cho người kế bên, người kế bên tặng cho người kế bên, nó quay một vòng 10 người rồi cuối cùng là cái người kia đưa lại bó hoa cho quý vị. Phải nhớ rằng một cái tâm thiện đến với một người thì nó quay một vòng cái thiện của quý vị đã từng tặng cho người ta, nó sẽ quay lại cho quý vị là cái thiện. Nếu như quý vị mà nghĩ một cái điều bất thiện cho người ta thì cái điều bất thiện nó quay một vòng, nó quay lại cái điều bất thiện cho mình. Giống như cầm banh liện vào tường quay lại chúng mình thôi. Như tiếng vang mình la lên nó sẽ vang âm lại cho mình thôi. Hiểu không? Nên chúng ta tu học là gì? Là chuyển được cái tâm xấu ác, cái tâm hẹp hòi thì học Phật mới an lạc, là như vậy. Phải nhớ. Nên những đức học Phật thấy là Phật Pháp đặc biệt mà. Mà mình chưa có tiếp nhận Phật Pháp được nhiều, nhưng những đức cảm giác được cái lời của thầy Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là thầy Phương Đông Mỹ. Ngài nói một câu: học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. 100%. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Chắc chắn 100% luôn quý vị. Quý vị nhớ rằng là học Phật đạt đến một trình độ rồi, quý vị sống dưới cái cõi đời này vẫn là sống rất vui vẻ, không có một chút khổ gì hết. Và học Phật không có đi vào tiêu cực một chút nào hết, sống rất tích cực. Tình cảm con người sống cuộc đời này, rồi quý vị cũng không phải là đá đổ tiền của vật chất, quý vị vẫn sống bình thường, xài tiền xài bạc đúng đắn, đúng nơi đúng chỗ, rất tự tại. Không có cái gì mà gọi là đi vào tiêu cực hết chứ quý vị. Mà không bao giờ thiếu thốn gì hết luôn. Trời ơi, Phật Pháp cho mình cái cuộc sống tuyệt vời như vậy. Không phải là chờ về tới thế giới cực lạc đâu, không phải đâu. Hiện tại ở cõi đời này quý vị đã vui rồi. Quý vị chỉ cần buông xuống những cái bận tâm của lương tâm quý vị đi là nó nhẹ liền nói chứ. Cứ buông xuống đi. Quý vị cứ tin đi, tất cả những con người hiện hữu ở cõi đời này không phải do quý vị lo cho người ta đâu. Không phải đâu. Mà chính cái duyên phước của người ta, chứ không phải do quý vị lo cho người ta đâu. Giữa mình với người ta là nó có nhân duyên như vậy. Quý vị cùng là sống và làm việc với họ thôi. Cả con mình không phải quý vị lo cho nó đâu. Nó với mình nó có cái duyên mà mình, nó đã từng nuôi mình, bây giờ mình nuôi lại nó thôi. Chứ nó không có cái việc gì mà gọi là mình là người làm cha làm mẹ mà nuôi nó, rồi mình phải đòi hỏi nó đến với mình như vậy như vậy như vậy, không có đâu. Quý vị đòi hỏi gì có chừng thất vọng á. Cũng như cái bà cụ hồi sáng á, bà nói là con của bà kêu bà là chia cho nó cái căn nhà đi. Nó nói quá bà mới đưa căn nhà cho nó. Khi đưa cho nó xong căn nhà thì vợ của nó thì phá bàn thờ ông ngoại, bà ngoại. Còn nó thì đuổi bà ra khỏi nhà luôn. Xong rồi bà nghe những đức nói chuyện, bà nói: thầy ơi, bây giờ trong tâm con nghĩ rằng con cũng như là chưa từng sanh đứa con này vậy thầy. Nhưng đức nói: bà đừng có nghĩ như vậy, sanh là sanh. Chứ làm gì mà bây giờ tự nhiên nó đối xử với bà vậy? Thì bà nói bà chưa từng sanh đứa con này. Phải chi mà nó thương bà, chắc bà nói nó tao sanh đó. Nó thương bà thì bà nói là bà sanh. Còn bây giờ nó ghét bà nói là bà không sanh hả? Vậy là bà sai rồi. Bà phủ nhận, bà gì không được rồi. Thí dụ như chồng của mình đó, nó đàng hoàng, chồng tôi đó. Chồng mình mà nhậu nhẹt lầy lội, không phải chồng tao đâu. Không phải, mình làm bậy rồi. Cái đó chỉ là cái ngoại cảnh của một con người thôi. Tự gieo nhân gặt quả thôi. Mình đi ôm chấp nặng nề cái ngã cái ta của mình, làm chi cho nó nặng kỳ cục rồi. Nó hiếu với mình cũng là con mình rồi. Nó bất hiếu với mình cũng là con mình. Những đức nói với bà, những đức nói bây giờ bà suy nghĩ nè. Nếu nó hiếu với bà chưa chắc bà đi đến đây tu đâu. Mình không phải mình kêu con bất hiếu để cho cha mẹ đi tu, không phải. Mà chính mày bất hiếu thì mày chịu cái quả báo của mày thôi, là mày chịu thôi. Nhưng mà mình nói cho bà nghe rằng nó bất hiếu với bà nên bà mới tìm đến chùa nè. Nên mới nói là khổ mới ôm chân Phật là như vậy. Không? Hoặc là chồng nó ăn nhậu về nó đánh đập nó chửi mắng rồi mới đi vô chùa tu. Không còn cái con đường nào để nương được thì cuối cùng người ta rủ đi đến chùa tu. Thì mới đi đến chùa tu là do cũng gặp cảnh ngộ gì đó. Nó nói là khổ mới ôm chân Phật. Khi nguôi nguôi thì buông chân Phật như chơi. Ngộ vậy đó. Khổ thì học Phật tinh tấn lắm. Lễ Phật là rơi nước mắt luôn á. Lễ Phật thôi, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Quán Thế Âm Bồ Tát tha thiết lắm. Vậy đó mà khi mà vui vẻ rồi á, ổn định rồi gia đình thì lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát
Quan Thế Âm Bồ Tát không có còn tha thiết nữa quý vị, thấy không? Người mà nó lạ như vậy, đúng là con đường này đi đã được rồi, cố gắng mà đi đi. Nó đã được rồi thì cố gắng mà đi tiếp tục. Nó đi đến mục tiêu luôn, nó đạt đỉnh cao đặc biệt hơn, tự nhiên được rồi cái bỏ. Nhiều người lắm được rồi cái bỏ. Hoặc là học Phật, bây giờ niệm Phật đã được lợi ích rồi, tự nhiên đi chuyển pháp khác để tu, bậy ghê. Bây giờ mình học cái chậm chậm, lâu lâu mình lên lớp như vậy mà mình lên hoài nó lên lớp. Bây giờ mình vừa mới lên lớp 2, tự mình chuyển qua lớp 1, mình cứ học lớp 1 hoài, cứ quay lại cứ học môn khác lớp 1 hoài, sao lên lớp được. Thà tôi đi chậm mà tôi đi đây ra hoài, nhưng mà tôi lên lớp á, đừng có chuyển cái gì chứ nha. Niệm Phật thành Phật, bây giờ tu mục tiêu rồi để thành Phật. Vậy chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ mà niệm Phật cầu thành Phật. Mỗi ngày niệm Phật nên nó chỉnh được cái tâm mình để làm Phật, chỉnh cái tâm phàm phu á. Niệm Phật nó chỉnh cái tâm buồn giận người ta, chỉnh cái tâm hẹp hòi á, chỉnh cái những cái tâm gì không phải của mình là nhờ câu Phật hiệu mình chỉnh từ 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 từ. Niệm giết rồi nó phát cái tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ của mình ra. Cứ chân thật mà niệm đi, niệm từ từ nó có kết quả à. Ở đây người ta 11 năm nó mới có cảm giác chứ. 11 năm nó có cảm giác á. Mà những đức lúc tu 2-3 năm mà những đức đã có cảm giác cái tịnh độ rồi, thấy thích rồi. Nên quý vị tu pháp môn tịnh độ này, cái tâm nó phải kiên cố, cái tâm nó phải mạnh mẽ kiên cố. Nên những đức gặp có những người, người ta lỡ làm sai, cuộc đời người ta khổ. Những đức nói tôi cũng làm sai nè, tôi ngoài đời tôi cũng sai, hư hỏng quá trời, nhậu nhẹt tùm lum thứ hư hỏng hết chứ, tôi tạo bao nhiêu nghiệp sát sanh đủ chuyện hết chứ, nhưng mà tôi vô Phật pháp tôi chuyển lại cái tâm, tôi sửa lại, tôi đều làm được đó. Làm được đó thì anh hay chị cũng phải làm, nhưng phải làm kiên trì. Mình đã lỡ làm sai rồi, cuộc đời của mình nó đã khổ rồi, vậy thì bây giờ mình tiếp nhận Phật pháp mình phải tiếp nhận thật lòng chứ đừng có lưng chừng nữa. Con người mà tiến thì phải tiến thẳng, vậy nó mau tới mục tiêu hơn là lưng chừng. Đứng giữa ngã tư ngã ba lưng chừng khó tiến trên Phật pháp lắm. Mấy vị học cái môn gì cũng vậy, mấy vị lần chừng là sao mà mấy vị học được gia nghề đây? Học thì phải học cho tới cùng, phải kiên nhẫn. Sự thành công đều là từ chữ nhẫn mà ra, mấy vị à, không? Chứ đừng bao giờ mà chúng ta học đạo mà lần chừng niệm Phật mà trong lòng nó không biết niệm Phật có lợi ích gì không, sao bỏ thời gian niệm Phật? Nó đã không đâu có tốn tiền tốn bạc gì cho quý vị đâu. Nó đi đến đây cộng tu có tốn tiền tốn bạc gì đâu mà nãy giờ chúng ta cười cũng nhiều đúng không? Vậy là được rồi. Phải chi mà đi đến đây là phải đóng tiền? Vậy thì phải thích suy nghĩ lại nha. Suy nghĩ lại á. Chứ đi đến đây mỗi tuần đi đến đây mà vừa không kiếm được tiền mà vừa đóng tiền cho ông thầy, thấy không? Là suy nghĩ lại. Còn giờ đi đến đây đâu có ai bắt buộc mình đóng tiền đâu. Vậy thì mình đi đến đây tu là bình thường, nó đâu có mắc mát gì đâu. Mình ngồi mình nghe những cái gì hay, mình kinh nghiệm, mình rút kinh nghiệm. Nó chỉ cần tu làm sao mà sửa được cái tâm. Tu là tu sửa, sửa những cái hành vi sai lầm của mình là tu hành đó. Làm vậy thôi, sửa những hành vi sai lầm thì chuyển nghiệp thôi chứ gì đâu. Thí dụ như bây giờ ngày mai mình gặp một việc rất may mắn, nhưng hôm nay mình làm một việc ác, thì cái việc may mắn ngày mai đúng ra nó 10%, nhưng hôm nay làm việc ác thì nó mất bớt đi 5%, còn có 5% của may mắn à. Còn nếu như ngày mai mình gặp một cái điều rất xui xẻo, nhưng hôm nay quý vị đi đến đây niệm Phật một ngày, tức khắc nó bị 5% gì xui xẻo, giảm bớt 5%. Phải nhớ rằng là tu hành là nó chuyển nghiệp rồi, nên mình gặp cái quả báo gì đến với mình nói nhờ có tu mà nó chuyển nghiệp rồi đó. Không? Còn nếu không thì đặt vấn đề tiêu cực không mà mệt ghê. Vấn đề cái tiêu cực cứ nghĩ tại sao tu mà sao nó không có gặp may mắn gì, trong khi mình tạo một đống nghiệp mà nó đã chuyển rồi mà mình có đòi cái may mắn nhanh lẹ không à. Nên cuối cùng mình bỏ đạo gấp gáp nên dễ bỏ đạo. Nên những đức cũng là thanh niên hư hỏng mà gặp Phật pháp thì kiên trì 11 năm nay, thì tức khắc bây giờ sống cuộc đời con người nó mới có ý nghĩa nè. Chứ nếu như 11 năm nay nó không kiên nhẫn thì cũng có được cái gì đâu. Bây giờ quý vị từ bây giờ gặp Phật pháp cho tới hết cuộc đời mình cứ niệm Phật đi, tức khắc là có kết quả liền nói chứ. Nên những đức đọc những công đoạn mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật mà dịch giả là Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, quý vị nghe những văn tự này hay lắm. Nghĩa là đây là chính kim khẩu Đức Phật nói trong kinh cho quý vị nghe. Nói về pháp niệm Phật. Các đức Như Lai hiện ra nơi đời, mục tiêu chân chính là không chỉ tuyên dương diệu pháp bí ảo sâu xa cho những bậc hiền giả, thánh giả, hiền nhân,
mà mục tiêu khẩn yếu nhất vẫn là nhằm cứu vớt các loại chúng sinh tội khổ nặng về tình, nhẹ về tưởng. Chư Phật đã dùng Phật nhãn quán xét khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sinh lành dữ không đồng đều, thấy thân tướng và cảnh giới của chúng sinh xấu tốt có sai biệt, nhưng điểm sanh khởi chẳng rời sát na, tâm sanh diệt. Chỗ hội quy cũng không rời sát na, tâm sanh diệt. Muốn hàng phục và chuyển biến cái sát na tâm sanh diệt ấy thì không có pháp nào hơn pháp niệm Phật. Ở đây là nguyên văn trong kinh Phật dạy luôn đó. Chính kim khẩu Đức Phật ngài giảng đoạn kinh văn kinh niệm Phật Ba La Mật này. Có nghĩa là Đức Phật nói rằng là tất cả những cái tâm vọng tưởng của các người trong thời mạt pháp này không còn cái pháp nào cứu các người được hết. Chỉ có đúng một cái pháp niệm Phật này mới có thể chuyển được cái tâm vọng tưởng khổ đau của các người. Mà các người ở trong lục đạo luân hồi, người chờ Atula, địa ngục cả quỷ súc sanh này là do tâm vọng tưởng của các người mà cứ chuyển đổi thân tướng. Bây giờ ta là Đức Thích Ca Mâu Ni muốn chỉ dạy các vị chuyển được cái thân phàm phu này để nhập vào dòng thánh thì không có cái pháp nào đặc biệt bằng cái pháp niệm Phật để cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp này hết. Quan trọng không? Nói gì dễ hiểu đấy quý vị. Nên tình chấp của chúng ta đó, tình nặng quá. Vì tình nặng quá, tình là mê, nên tưởng về Phật thì yếu kém quá. Tình mê quý vị à. Chúng ta sanh trong cõi này gọi là tình mê nè. Quý vị coi, cha mẹ của mình đến với nhau cũng là tình mê, mà sanh ra chúng ta là mê tình. Đúng không quý vị? À, thấy chưa? Nên nói là ái không diễm không sanh ta bà, là tình mê mê tình mà sanh ta bà này à. Cái gì là tình cảm là mê mang lắm, khổ đau vô cùng. Thương ai rồi thì thấy đâu cũng thương à. Nghĩa là thương người thương cả lối đi. Mà khi ghét thì sao? Ghét người ghét cả tôn ti họ hàng. Thấy chưa? Họ đã thương rồi thì thương cả lối đi luôn đó. Cái lối đi của người mình thương là mỗi bước chân của họ là đẹp, vì mình thương mà. Nó còn ghét người thì nghe ai là dòng họ người đó, mày đi chỗ khác. Mày là dòng họ của thằng đó là mày chết với tao. Thấy chưa quý vị coi? Ghét người ghét cả tôn ti họ hàng, đúng không? Gọi là mê tình mà sanh ra như vậy. Mà do mê tình mà chúng ta cứ lanh quanh trong dòng lục đạo này, chuyển đổi thân hình bất thường, thay đổi mỗi lúc mỗi nơi từng sát na sanh diệt. Bây giờ chúng ta muốn chuyển đổi được cái tâm sanh diệt vọng tưởng đó thì chỉ có cái pháp niệm Phật mới giúp chúng ta được. Phật nói đó. Phật nói rõ ràng, chỉ có pháp môn Tịnh Độ mới cứu được chúng sanh trong thời mạt pháp khổ đau này thôi. Quý vị biết rằng những đoạn kinh văn này là Phật nói mà chúng ta không tin nữa thôi. Chư tổ sư cũng là chư Phật Như Lai thị hiện đến để nói pháp Tịnh Độ này, vậy mà vẫn bị một số tà kiến vẫn là bài bác hết trơn. Mà mình á, mà nó không đủ trí tuệ thì mình cũng đi theo những cái hạng đó nè. Ngộ thay quý vị, cái suy nghĩ gì quý vị suy nghĩ sai lầm quá. Cái người này có một cái bằng thiệt là to, họ bài xích pháp môn Tịnh Độ mình phải tin tầm bậy. Trong Phật pháp đâu có nói về cái học vị thế gian này. Trong Phật pháp là nói cái hành trì của Phật pháp, nó mới phát triển được cái học vị của thế gian pháp. Còn nếu như người này mà không hành trì trong Phật pháp mà họ đem cái bằng thế gian pháp để nói Phật pháp, vẫn là mê tình. Mà mê tình mà quý vị đi nghe theo vậy thì quý vị cũng dính vào mê tình, thất bại rồi, quý vị không có góc độ. Phải nhớ chúng ta học Phật là phải nghe theo lời Phật. Phật có cặp mắt sáng suốt trí tuệ, Phật đã nhìn thấy rõ ràng rồi, nên đưa lên ba thời kỳ: thờ chánh pháp trì giới thành tựu, thờ tượng pháp thiền định thành tựu, thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Rõ ràng còn gì.
Nếu không phải là cặp mắt của Phật, một Phật nhãn sáng suốt, sao Phật nêu lên ba thời kỳ đó? Sao Phật nêu ba đợt thời kỳ đó? Nên từ nơi đó mình học Phật, mình phải có chánh chi, chánh kiến, mình sáng suốt. Mình chọn một cái pháp tu rồi, mình không bao giờ bị người ta dao động, thì mới gọi là tín nguyện niệm Phật. Nên quý vị mà chỉ cần có tín nguyện niệm Phật, dù quý vị đã từng tạo nghiệp phá thai cỡ nào hay tạo nghiệp nặng nề gì, quý vị cũng chuyển nghiệp được. Chỉ cần có tín nguyện mới chuyển được nghiệp. Tín nguyện là tin Phật, nguyện là tha thiết, dù là khổ đau cỡ nào cũng là nguyện cầu sanh cực lạc. Hai điều này là chuyển nghiệp. Quý vị không có hai điều này thì sao tu tịnh độ? Người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Tín nguyện sẽ được giảng sanh. Phẩm vị cao hay thấp tính vào chì danh sâu hay cạn. Chì danh sâu hay cạn là sao thầy? Chì nhiều quá hả thầy? Không phải. Chì danh sâu hay cạn là câu vật hiệu này quý vị niệm, quý vị có thể khoát ra cái tâm mà gọi là buông xuống cái cõi trần này nhiều hay ít, gọi là sâu hay cạn. Nhớ đó. Đối với cõi đời quý vị có buông xuống nhiều hay ít tính vào địa vị giảng sanh của quý vị đó. Còn được giảng sanh là do tín nguyện vững chắc thì được giảng sanh. Quý vị kiểm lại niệm Phật coi buông xuống cái cõi đời này nhiều hay ít. Kiểm đi. Buông xuống cõi đời này con cũng không biết là buông cái gì nữa thầy. Chồng mình, ngày xưa chồng tôi, bây giờ cũng là chồng tôi, nhưng mà nếu một ngày nào nó bỏ tôi thì thôi, đó là buông xuống rồi đó. Chứ không phải đá thằng chồng là buông xuống, không phải. Ngày xưa là của cải của tôi, của cải của tôi, nhà của tôi, bây giờ cũng là của cải của tôi, nhà của tôi, nhưng mà nó chỉ là cái ảo ảnh của trần gian có để sử dụng làm sao cho đúng vào cái lời Phật dạy, chứ không có tình chấp như ngày xưa là của tôi, ăn trộm lấy thì khóc u, không phải gì nữa. Mà nếu nó không còn của tôi nữa, nó xa khỏi tầm tay tôi thì thôi, đó là buông xuống hai thứ. Ngày xưa con tôi, ai chứ cần đụng tới con tôi là không được. Nhưng bây giờ ai đụng đến con tôi thì tôi nói đó là nhân quả của con, nhờ có tu nên nó chuyển bớt cái nghiệp. Từ nơi đó mà người ta quýnh con mấy cái như vậy thì thôi, trả xong món nợ này cho xong phước cho rồi. Đó gọi là không phải đá đổ mà tùy duyên buông xuống. Nguyên lý là như vậy đó. Nó đâu có cái gì đá đổ mà tự nhiên cái tâm nó nhẹ đối với trần cảnh. Tâm nhẹ trần cảnh thì tâm sẽ nặng với cực lạc. Tâm nặng với trần cảnh thì tâm sẽ nhẹ với cực lạc. Nhớ đó. Nặng chỗ nào thì nhẹ chỗ nấy. Quý vị kiểm lại đi. Niệm Phật mỗi ngày quý vị nặng với ở đâu? Mỗi ngày ở đây khổ te tua nhưng mà nặng với ở đây dữ lắm. Nghe ông thầy thì nghe vậy đó, về nhà cái là thôi. Nặng nề gia đình ghê lắm. Rồi tới tuần vô tiếp tục nghe nữa. Cứ làm hoài vậy đó. Cứ vậy hoài công giả tràng. Thôi kệ đi, có thời gian. Sống chừng nào nói tới chừng nấy, tới nào chết thì thôi. Người khác nói vậy thôi. Quý vị không chịu buông xuống thì thôi. Những đứa cảm thấy rất là nhẹ nhàng nè quý vị. Thật sự luôn á. Học Phật nhẹ nhàng, đặc biệt luôn. Làm bao nhiêu việc mà không bận tâm gì hết chứ. Cứ làm thì làm thôi. Nói không bận tâm cũng không đúng, nhưng làm thì làm thôi. Cần suy nghĩ làm thì làm thôi, tới ngày đó thì phải làm thôi. Lại Bồ Tát Quán Thế Âm là phải lại thôi, ngày đó là phải lại thôi. Còn mỗi ngày ăn cơm là phải ăn cơm thôi. Ngủ, ngủ là phải ngủ thôi. Thức, thức là phải thức thôi. Tu, tu là phải tu thôi. Cái gì cần làm là phải làm thôi, làm xong rồi thì thôi. Đó. Được bao nhiêu là chúng sanh được bao nhiêu. Không được thì thôi. Còn nếu không làm được nữa, không làm được nữa thì nghỉ, vậy thôi. Có chùa thì ở có chùa, không có chùa thì ở mấy tre. Cứ như vậy mà sống thôi, nó nặng nề chi, bận tâm chi, nhiều thứ quá. Bây giờ có nhà ở rồi suy nghĩ, mai mốt sợ nhà bị hư, khổ nữa. Bây giờ có gạo nấu rồi, mai mốt hết gạo nấu thì sao? Bây giờ chồng đang thương vậy, mai mốt anh không thương em nữa thì sao? Vô duyên ghê luôn. Đủ thứ cái bận tâm để làm cho mình phiền não lo âu chứ. Quá thương rồi cũng lo sợ bị mất. Quá giàu rồi thì sợ bị nghèo. Nhà cửa đất đai thì sợ bị lắng ganh. Đủ thứ bận tâm hết trơn thì phiền não rồi. Nên tính vào phẩm vị của giảng sanh là buông xuống cõi đời này nhiều hay ít là vậy đó. Buông cái tình chấp của nó đó, chứ không phải đá đổ đâu. Đừng có hiểu lầm nghe. Nhớ là học Phật á,
Riêng những đức chia sẻ với quý vị, đừng bao giờ làm cái việc bán nhà bán đất đem tiền cúng chùa. Cái chuyện đó quý vị làm cũng được, nhưng đừng bao giờ nói với ông thầy đó là con vừa bán nhà bán đất con đem tiền vô đây cúng cho thầy. Đừng có nói câu đó. Nếu nói câu nói đó, nếu mà là những đức nghe, những đức nói quý vị đem về đi, tôi không nhận. Vì thà quý vị tự nhiên phát tâm và tự bỏ thùng Tam Bảo thì cái đó là cúng dường Tam Bảo. Còn nếu như quý vị đi đến đây nói với tôi là con vừa bán nhà bán đất con cúng dường cho thầy, con buôn xả, tôi không dám nhận. Vì sao? Vì bây giờ quý vị xả, lỡ mai mốt quý vị không xả, tiền đâu tôi trả. Hiểu không? Trời ơi, mình chỉ là khuyên người ta tu thôi, chứ mình đừng có nói cái chuyện mà xả tiền, xả nhà, xả đất. Bây giờ mình khuyên người ta, tiền của cứ để lo cho gia đình đi, cứ để lo cho gia đình, cứ lo cho chồng con đàng hoàng, nhiệt tình đi. Mình học Phật làm sao mình đừng có thiếu thốn. Còn lỡ số mệnh mình nghèo nàn thì phải chịu thôi. Nó, mình cứ khuyên người ta tiền của cứ lo cho chồng con, còn cái gì cúng dường là thuận vợ được thuận chồng. Còn không có tiền cúng dường cứ đi đến đây niệm Phật thôi. Chứ đừng bao giờ mà trốn chồng trốn con đem tiền của cúng dường cho ông thầy mình quý. Bậy quá. Cúng dường kiểu đó Phật mới chấp nhận. Tại vì ông thầy chỉ là hướng dẫn Phật pháp, chứ làm gì có cái chuyện mình đi trốn chồng trốn vợ đem tiền của trong gia đình để đưa cho ông thầy. Đó là mê tình rồi. Ông thầy này nhận cũng là mê tình rồi. Nên quý vị học Phật tại sao quý vị không tự tại, quý vị đi tìm thêm cái khổ đau làm gì ạ? À? À, hồi tối có cô này, những đức biết cổ cũng lâu, cô nói cô định ra ngoài Hà Nội. Những đức nói thôi mệt quá, ở nhà niệm Phật đi. Tạo chi nhiều với những đức một ề đây, những đức còn không tạo cái gì. Cơ hội mà làm Phật sự thôi quá trời luôn. Nói lên một tiếng làm quá trời làm luôn. Không nói cái gì để làm cái đó chứ. Cứ lo niệm Phật để yên niệm Phật thôi. Mà cô đi làm cái gì chứ cho nó mệt. Nhà có một hai người bây giờ nó bình yên quá. Cứ lo mà niệm Phật đi. Tiền nó không vô nó mới khỏe dễ niệm Phật. Tiền nó vô nhiều phiền phức khó niệm Phật lắm. Đừng có tạo thêm nó. Chỉ cần âm đức niệm Phật thôi, sau này nó sẽ có kết quả về tuổi già đặc biệt. Đừng có bận tâm cái tuổi trẻ, đừng có đi kiếm tiền. Mà tuổi trẻ nên kiếm đạo á. Mà có cái đạo niệm Phật rồi thì bây giờ cố gắng niệm Phật, cố gắng mỗi ngày sống cho tốt, dưỡng tâm đi, dưỡng tâm nó sanh tướng. Cái người mà khéo léo á, là biết dưỡng về mặt tâm linh của tâm á, thì người này mới phát đạt trong cuộc đời. Còn cái người này chỉ luôn luôn biết đi kiếm tiền giết, thì cái mặt tâm linh của tâm nó sẽ giảm. Mà mặt tâm linh tâm mà nó giảm rồi thì tức khắc quý vị sẽ sạc nghiệp liền, không nói chứ. Dù là nó có trước mắt nhưng nó sạc rất là mau. Vì cái mặt tâm linh nó mới là cái cột trụ chắc để chịu. Nếu quý vị mà không bồi dưỡng về mặt tâm linh, quý vị sẽ thua chắc. Dù là quý vị hiện tại làm cái việc cao xa đại sự cỡ nào, nhưng mặt tâm linh mà quý vị không bồi dưỡng được cái đạo mà mình tu thì quý vị sẽ rớt. Chắc chắn là quý vị sẽ rớt 100% luôn. Xin thưa với quý vị, những đứa đã từng biết qua một vị này, nếu nói về Phật sự thì vị này làm Phật sự chắc cũng ít ai đụng nổi luôn. Nếu nói về thuyết pháp thì cũng ít ai thuyết pháp đụng nổi luôn. Nếu nói về đi nước này nước kia thì ông này cũng quá đi nhiều luôn. Cuối cùng ông cũng phải trở về quê hương và niệm Phật. Ông cũng vẫn bị đụng độ và không khéo bị rớt luôn. Và bây giờ phải rèn luyện lại cái tâm của mình luôn. Phải rèn lại cái tâm luôn quý vị. Nếu mà nói về ngày xưa, bây giờ ông chưa lên được như ngày xưa. Bây giờ nó đang bị tuột, hơi bị xa. Bây giờ phải rèn lại và củng cố lại. Vậy thì những đức xin thưa với quý vị, đừng bao giờ nói hai chữ Phật sự gì quan trọng bằng là bổ túc tâm mình. Nếu như quý vị muốn thương tất cả thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quý vị, hiện tại quý vị là người có trí tuệ, chỗ nào là thương thật sự? Là mỗi ngày quý vị an tâm niệm Phật. Nhớ, không có cái công đức phóng sanh hay là cái gì mà lớn lao hết chứ. Phóng sanh cũng là để phóng cái tâm buồn dặn ra ngoài thôi. Chứ nếu như chạy theo cái công đức phóng sanh ở cái bên ngoài, quý vị vẫn là bị cái phước hữu lậu nó che mờ lý trí. Nhớ đó, muốn làm tất cả Phật sự mà sanh công đức thì tức khắc tất cả những cái cảnh đó phải không có chấp. Thì tức khắc nó sẽ âm đức. Mà cái âm đức trong Phật pháp nó sẽ giúp cho quý vị được an tâm, mà nó không có tạo ra cái điều
mà của cải vật chất quá nhiều. Mà đến lúc âm đức dày rồi, quý vị không bị những cái cảnh trần lôi kéo, thì cái phước đức nó ào 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 đến, nhưng quý vị cũng bắt cần luôn. Nó đạt tới trình độ đó đó. Còn nếu không thì cái phước hữu lậu, quý vị nhìn tức khắc quý vị khởi tâm là nó phước đó phát triển gì nhiều quá, công nhận đặc biệt quá, đó vẫn là phước hữu lậu. Mà chạy theo phước hữu lậu này giết, tức khắc một ngày nào nội tâm về mặt tâm linh nó bị ảnh hưởng. Khi nội tâm về mặt tâm linh bị ảnh hưởng thì nó quất quý vị một phát một ngã luôn, không nói chừng. Rất là nhiều người mà, rất là nhiều người nên những đức chọn phương hướng gì? Mỗi ngày cứ phiên người ta niệm Phật thôi. Mỗi ngày cứ phiên người ta niệm Phật thôi. Cứ vậy thôi, những đức cứ chậm chậm cứ phiên người ta niệm Phật thôi. Chứ đúng ra bây giờ tuổi như những đức là những đức lao theo cái chuyện Phật sự, như những đức bây giờ mà muốn mà đi ra ngoài miền ngoài này kia đồ đi làm từ thiện thì đức nói một phát một thôi. Cái người mà đi thì những đức đông quá luôn. Tiền bạc không thiếu luôn quý vị, làm dữ lắm luôn á. Cái đó cũng gọi là Phật sự ấy. Chúng ta cũng tán thán những điều đó là tốt. Nhưng mỗi một con người có phương hướng, hiểu không? Riêng tôi chọn phương hướng gì? Luôn luôn ở một nơi tôi cứ thật thà niệm Phật, tôi chọn phương hướng này. Đó. Hồi tối có cô nói: thầy ơi, thầy cố gắng nha thầy, chứ thầy mà sau này có gì thầy gớt cái chúng con gớt theo. Vô duyên ghê luôn. Tôi gớt thì tôi gớt, chứ mà gớt theo làm cái gì trời. Tôi gớt là kinh nghiệm. Kinh nghiệm để cho bà đi ngon á, hiểu không? Nhớ nè, cái cõi đời này á, Phật đã nói á, là thành trụ hoại không, thân có sanh già bệnh chết. Nên đối với cái danh và cái tiếng, đối với cái cảnh mình đang có đây, nó có và nó mất, cái này không phải rớt. Cái rớt á, là nội tâm của mình nó không còn cầu tiến gì con đường giải thoát á, nó mới rớt. Thì nhớ nha, nghĩa là quý vị dù cho quý vị không còn cái gì ở cái cõi đời này, chúng cũng không còn, chùa cũng không còn, và tất cả những cái gì quý vị làm được tốt, quý vị không làm được hết, không phải là rớt. Nhưng nó rớt ngay cái chỗ là cái tâm quý vị bị cái đó làm chấn động là rớt. Những cái đó nó chấn động được tâm quý vị là rớt. Nhớ nha. Thí dụ như một ngày nào những đức không còn cái gì nữa trơn á, nếu những đức vẫn còn thuyết pháp phi người niệm Phật là không có rớt. Không có rớt. Có nghĩa là tất cả cảnh duyên này nó mất đi, nó không phải rớt. Phật đã nói thành trụ hoại không, đây là cảnh nè, thành nó trụ hoại, hoại là mất rồi thành không, thân sanh già rồi cuối cùng bệnh, ai cũng sẽ chết. Đó. Nên nhớ á, không phải như vậy mà gọi là ngon đâu, không phải vậy. Chừng nào mà nó mất rồi, nó không còn nữa, mà nó vẫn còn giữ cái tâm niệm Phật, đó mới gọi là ngon đặc biệt. Nó phải luyện như vậy. Có nghĩa là mất rồi nó tạo ra lại, tạo rồi nó mất đi. Cõi đời này chúng ta đến thế gian là như vậy, được mất rồi mất rồi được, cứ là như vậy. Nó duyên hợp thì đến, mà duyên hết thì xa. Nó nhớ đó quý vị. Học đạo với một người thầy thì chỉ có nắm cái đạo của Phật thôi, còn ngoài ra đó, cái việc của ông thầy vẫn là thân của phàm phu ở thế gian thôi. Mà đó là mang thân phàm phu của thế gian thì cảnh giới thành chủ hay không thôi. Nó làm cái gì mà nó cứ tồn tại hoài? Nếu như ông thầy này ông chuẩn về cái phương pháp tu, ông không có lao theo trần cảnh thì ông sẽ bình bình như vậy, ông làm lâu dài. Nó nên á, và thượng bên kia đang xây cái chánh điện niệm Phật đó. Quý vị á, mà quý vị mà có điều kiện muốn tu phước á, quý vị gặp hòa thượng á. Bây giờ con có số tiền này nè hòa thượng, bây giờ con muốn cúng dường cho hòa thượng để hòa thượng xây cái chánh điện niệm Phật mà ở trong bệnh viện đó đó. Xây những dãy nhà ở trong đó, sau này nuôi người già ở trong đó, sau này coi chừng trong đó sẽ trở thành một cái nơi vừa nuôi người già mà cũng là một nơi mà gọi là tạo hóa tu mùa hè, mỗi năm mà 3 tháng hè cho các cháu luôn đó quý vị. Nhớ đó, những đức suy nghĩ nếu mà đủ duyên á, tại vì nó quá rộng, cái mảnh đất đó nó bự bằng cái Đại Tùng Lâm đó quý vị, nó bự bằng Đại Tùng Lâm luôn, thì quý vị biết nó lớn cỡ nào. Nó có thể xây một cái bệnh viện rất lớn, ở trên của cái bệnh viện đó có thể máy bay bay đậu được luôn. Nó còn một bên kia là một cái chánh điện và những dãy nhà cho chúng tăng ở, cư sĩ có cụ đồ ở, nuôi người già. Mà nếu ở nơi đó mà xây được một cái nơi mà cho những đức mà hướng dẫn các cháu về lớp đệ tử quy, và mỗi năm mà về 3 tháng hè các cháu được ở trong đó để mà dự phá tu mùa hè, đây là đại công đại đức của hòa thượng đặc biệt đó quý vị. Và khi có chỗ đó rồi thì những đức mới làm được cái chỗ này. Bây giờ nếu chúng ta có 3 điểm
ba ngôi chùa tu tịnh độ, mỗi một ngôi chùa khoảng 300 người. Nếu mà cứ cái đà này thì chúng ta không có một cái ngôi chùa nào đặc biệt hết. Nên những đức rất là mong chỗ đó phát triển, thì những đức sẽ có một cái cách. Nơi đây bây giờ hơn 6 năm, những đức đã khuôn chúng ở đây nó đặc biệt lắm rồi. Bây giờ cái người mà ở đây nó quyết tâm giảng sanh cao dữ lắm. Bây giờ chỉ còn có một cách nữa là bây giờ phải lọc sạch tất cả những người trong đây luôn. Từ 300 người này nó còn tầm khoảng 200 người, 100 mấy chục người là những con người mà gọi là không còn sợ chết sợ gì nữa hết trơn á. Rồi là nơi đây không còn cái nơi cộng tu cho quý vị nữa. Và nơi đây là nơi không còn một khách tham quan nào đến đây nữa hết á. Không có đoàn xe nào ghé đây được nữa hết. Mà lấy hai nơi kia để tổ chức cộng tu, lấy hai cái chỗ kia để tổ chức cộng tu và phá tu và chương trình lễ hội là hai bên kia. Còn nơi đây phải khép kín lại, tất cả nhân sự bên kia làm việc, những người có tâm quyết tu đem về đây, buông xuống vạn viên đem về đây, cứ lọc như vậy thì nơi đây nó có một cái đạo tràng đúng là sanh trong thờ mạt pháp nhưng đang sống trong chánh pháp. Phải như vậy mới được. Tại vì sao? Vì cái cơ hội này nó đã đến lúc rồi. Tại vì sao? Vì cái người trong đây bây giờ được rèn hơn 6 năm nay dữ dằn lắm. Cái tâm của họ là bây giờ là họ quyết chí là không còn sợ bệnh hoạn gì nữa chứ. Phần nhiều là như vậy. Luyện cái này không đơn giản đó quý vị à. Đó, và không cầm tiền, cầm bạc, không xài điện thoại đã quen hết rồi. Vậy thì phải có một đạo tràng như vậy đó. Thì Phật Pháp này nó đặc biệt mà những con người trong đây mà mình khuôn như vậy thì cái tương lai họ biết ngày giờ giảng sanh đó quý vị. Nó đặc biệt. Hai đạo tràng kia tha hồ mà tổ chức chương trình ngày Chủ nhật đồ. Rộng thênh thang mà trời. Nó phải có một đạo tràng vậy đó, Phật Pháp mới đặc biệt. Mà cái người mà người ta ở đây phục vụ, người ta mới cảm thấy mừng. Vì người ta có tâm quý tu là người ta sẽ được trở về cái nơi mà người ta có thể ẩn mình trong đây người ta tu nè. Nó không có người bên ngoài đi tới đi lui trong đây được nữa. Đó. Như vậy đó quý vị mới cảm thấy mừng khi có những cái đạo tràng gì xuất hiện á. Mà bây giờ mà ba ngôi đạo tràng kế bên những đức coi quản lý thì những đức điều hành chắc chắn là nó không có tệ. Nghĩa là đạo tràng này bây giờ nó hơn 6 năm là nó tương đối chúng này nó đặc biệt lắm. Và đạo tràng bên Đại Tùng Lâm một năm nay nó hình thành một cái đạo tràng bên đó. Bây giờ gần 300 người bên đó nó cũng đặc biệt lắm. Và cái đạo tràng kia là kế bệnh viện. Nên những đức lựa tất cả những người muốn uống thuốc bệnh hoạn là những đức đưa thẳng qua cái đạo tràng kế bệnh viện luôn. Muốn niệm Phật, muốn vô chích thuốc thì vô chích thuốc. Bệnh viện mà. Nó nên chích thuốc thoải mái luôn. Chích chừng nào mà chích mà ngán rồi vô niệm Phật. Nên... thấy chưa, thấy con cách hết trơn, đặc biệt chưa à, nên nó có nghĩa là nó quá đầy đủ. Phương tiện này nuôi người già là quá đầy đủ luôn quý vị. Đất đai thì bao la, phương tiện thì đầy đủ, cuộc sống ổn định, không thiếu thốn gì luôn đó quý vị coi á. Có nghĩa là tuy là những đức nói nó đơn giản vậy đó, nhưng mà nếu quý vị bắt tay vào làm khó khăn, nhưng mà những đức làm là không khó. Tại vì sao? Những đức có mô hình hết rồi. Những đức bây giờ lập một đậu tràng như là trong tầm tay những đức vậy đó. Tại vì những quản chúng giết quý vị làm như nó có một cái kinh nghiệm lập đạo tràng mà dễ lắm. Thí dụ như bây giờ trước mấy tháng đó, những đức chỉ cần nhận người thôi. Một tuần 3 ngày những đức rèn luyện một nội bộ mới. Rèn luyện một nội bộ mới là nè, nhân sự coi chúng nè, nhân sự nhà bếp nè, rồi nhân sự mà sắp xếp chánh điện nè, rồi bật thờ khóa tu nè. Nhân sự gì mấy người thôi. Rồi tất cả những người ở đó những đức đưa vào một nội bộ, những đức dạy sẵn trong vòng 2 tháng. 2 tháng sau vừa chánh điện nhà cửa xong hết, những đức lấy nguyên một cái nội bộ này đưa qua bên kia lắp vô thành một cái đạo tràng xong đó. Thì cái đạo tràng bên kia quý vị coi, trong vòng thời gian hòa thượng báo những đức biết, trong vòng tháng mấy hình thành một đạo tràng liền. Nói chứ nó đạo tràng kia là những đức sắp ra là chưa kinh nghiệm bằng sau này còn kinh nghiệm dữ dằn. Một đạo tràng sắp ra tiện lợi vậy đó, là một nội bộ khác hoàn toàn hết, đưa vô lắp vô thành ra đạo tràng. Quý vị biết rằng cái thế gian này nhiều kiếp nạn, nhiều đạo tràng niệm Phật là nhân sinh có phước, ở đây chúng sanh có phước lớn thật sự. Theo cái tâm hành đạo của những đức, con người vẫn là phàm phu nhưng mà những đức cũng có cái tâm tu đạo. Vì nuôi người già dí cũng nhìn được cái vô thường quý vị à. Sống nay chết mai chỉ cầu cái gì cho nó mệt. Nên những đức cũng không có thích quan hệ thân thiết với ai.
Không có nói là gặp sang bóc hoàng làm họ miễn đi, khỏi phiền phức. Chúng ta chỉ cần gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật là tốt rồi. Cuộc đời như vậy là thấy an lạc rồi. Tuần trước vừa mới chia sẻ Phật pháp xong đi về, gặp có một cô này cũng chạy theo những đứa, cô nói thầy ơi, con biết niệm Phật mà bị thằng con trai thường đánh. Hỏi sao nó đánh bà? Chỉ cần nói nó là nó đánh. Vậy thì bà đừng có nói nó nữa. Không nói không được. Thấy cái nghiệp chưa? Nói thì nó đánh. Nó là con mà mình nói nó cho nó đánh để cho nó tạo nghiệp. Đừng có nói nữa. Không nói không được. Thấy nó tội nghiệp không nói không được. Vậy bà nói nó có lợi ích không? Không. Vậy bà nói gì vậy? Vậy mà con muốn nói. Muốn nói bà chịu đánh đi. Trời ơi, đúng là chúng sanh mình nó kỳ cục như đâu quý vị ơi. Có những việc không cần thiết thì thôi đừng có dính chi cho nó mệt trời. Dính chi à? Thí dụ như bây giờ ông chồng ông nhậu nhẹt, ông bê tha, uống rượu rồi đi té lên té xuống, ông đi nhậu ông về kệ ông. Mà đừng có nói gì chứ, ngày xưa mình còn nói bị ông chửi, giờ đừng có nói gì nữa chứ, được không? Được trong lúc khi nghe thầy nói. Về nhà thì không làm được. Thấy ổng đi nhậu về, ổng nói đon nói ren chút, tức quá mở miệng ra ổng quýnh xưng cái miệng. Vô duyên ghê luôn. Chỉ cần bây giờ tập được cái chỗ mặc kệ ổng đi, mặc kệ mà không đá đổ. À hay thiệt. Mặc kệ mà không đá đổ. Mặc kệ là lúc ổng nhậu mặc kệ ổng đi. Tại nói cũng không được, nói cái sai làm gì, mặc kệ đi. Rồi lúc nào tỉnh cần nói thì nói. Còn bây giờ ổng nhậu xỉn rồi mặc kệ đi được không? Dạ không. Không thì ông quên. Nó không thì nhà cửa tan nát. Bây giờ làm được cái chuyện mặc kệ lúc này đi. Rồi mai mốt ông tỉnh rồi cần nói gì nói. Vậy đó mà người ta nghe đó quý vị. Nó dồn cái âm đức. Nó dồn cái âm đức để cho mình lúc cần nói người ta nghe. Thấy không? Nó dồn cái âm đức lúc cần nói người ta nghe. Còn bây giờ quý vị đụng là quý vị cứ nói hoài nói với nó sạc hết cái âm đức của mình rồi. Nên nói người ta đánh cô đó thấy không? Nó thằng con nó đánh te tôi. Nó nói nè, tôi đánh cho bà mau chết để bà giảng sanh. Nó ác dễ sợ thiệt chứ. Đánh cho bà mau chết để giảng sanh. Thằng con nó đánh mẹ nó nói đánh cho bà mau chết để bà giảng sanh. Chắc bà cũng nghe nó nói giảng sanh á. Nên nó nói là nó đánh bà để mau chết để bà giảng sanh phước cho rồi. Vậy thiệt chứ. Rồi đánh mẹ mà cũng vỗ tay nó ngộ ghê luôn. Giết cậu ba trợn hết trơn. Nên quý vị thấy không, cái cõi đời này nó đủ thứ chuyện lu bu lộn xộn cho quý vị thấy quý vị. Mà tất cả những cái lu bu lộn xộn này là từ đâu ra? Từ do cái tâm quý vị mà phiền phức ra chứ đâu ra. Từ cái tâm quý vị phiền phức chứ đâu ra quý vị. Giống như thí dụ như một cái chú này, ông thay một cái cục pin của máy quay phim đi. Ổng mỗi ngày ổng thay, nhưng mà lúc mà ổng thay mà lúc này ổng gung quá, không biết đầu nào để lấy cục pin hết trơn á, là do nó hớp mà không thấy lấy cục pin được. Giống như ông Nhận Ngôn đứng đem niệm Phật nè, Nhận Đức lên, Nhận Đức thấy cái mặt ổng xanh lè trời, tay ổng làm nè. Ông đứng đây niệm Phật á, ông đưa cái video Nhận Đức á, đụng vô thịt ổng lạnh ngắt. Trời ơi, đứng đây niệm Phật mà sao rung dữ cái trời, ngộ ghê luôn á. Cuối cùng ông rung quá, ông mất cái thăng bằng. Nhận Đức đang coi cái cuốn kinh thì ổng đưa micro cho Nhận Đức. Tại vì nó rung quá là nó sẽ mất khôn liền quý vị. Nhớ nha, rung quá mất khôn, giận quá mất khôn là vậy đó. Con người không bình tĩnh thì mất khôn. Mà con người niệm Phật là con người gì? Là con người bình tĩnh. Bình tĩnh trong mọi lúc mọi nơi thì nó sẽ giải quyết được vấn đề. Có nghĩa là tất cả sự việc không phải là không giải quyết được, mà là do quý vị không bình tĩnh để giải quyết. Nếu bình tĩnh thì việc gì cũng giải quyết được hết. Còn không bình tĩnh dù một việc nhỏ cũng không giải quyết được nữa. Nhưng Đức thấy rõ ràng có những anh em nè, ổng đứng ngay đây ổng niệm Phật mà ổng rung dữ lắm á, mà đứng lâu lắm rồi đó. Đứng ngày xưa tới giờ lâu lắm rồi mà ổng rung cái mặt xanh lè luôn. Tay có ổng còn miếng máu đâu chứ á. Trời trời sao ông này sao tay xanh lè trời. Thì coi thấy không, nó không đơn giản á. Nó có một cái cô kia cổ nói trời ơi thầy ơi, có một lần lớp đệ tử quy thầy kêu lên nói mấy câu. Trời ơi con lên tự nhiên sao cần cổ con có cái cục gì nó chịu lại. Nói không được nữa thầy ơi, thầy nó rung muốn chết luôn. Thấy không? Nó nên con người mình nó là tập làm sao mà con người nó phải bình tĩnh như vậy.
Nó bình tĩnh bây giờ, nó bình tĩnh cho đến khi quý vị gần chết, nó bình tĩnh thì nhất định sẽ niệm được câu Phật hiệu và chắc chắn giảng sanh. À, nên tự nhiên đi lôi ngoại cảnh để làm mình khổ không à. Người ta chỉ cần đánh mình lần là mình rút kinh nghiệm rồi, ai mà để đánh lần thứ hai. Ngày xưa không học Phật thì còn dạy để bị đánh te tua. Bây giờ học Phật rồi, đánh một lần là kinh nghiệm. Mình ngồi suy nghĩ vì sao nó đánh mình. Đặt cái câu hỏi là vì sao mình làm gì mà người ta đánh mình. Mình làm gì mà người ta ghét mình. Chứ đừng bao giờ nói cái câu là Tại họ là quý vị tối tâm á. Tại họ là quý vị tối tâm nghe không. Mà là quý vị phải hỏi lại là mình lỗi gì, mình sai điểm nào, mình quay lại coi mình điểm nào để chỉnh lại đi. Thì bị đánh một lần là kinh nghiệm, không bao giờ bị đánh ở đâu các cô à. Không, bây giờ cái mặt bình thường gì, dạy gì để người ta đánh. Vậy mà có những bà tội nghiệp lắm nghe, bực chồng lên một cái nè, đánh đi cái mặt này, đánh đi. Dù duyên đàn ông thì người ta tức mà kêu người ta đánh đi, mà đưa cái mặt ức nữa chứ. Nè đánh đây nè, đánh đây nè, đánh vào con chỉ nữa chứ. Có không? Có cô đây cũng có nè. Đánh vào con chỉ nè. Nè đánh đây nè, đánh ngay chỗ này nè. Mày giả ngay chỗ này nè, mày bữa ngay đây để tao chết đi. Tao chết đi đừng cho tao hết khổ, mày quýnh ngay chỗ này nè, quýnh đây nè. Đúng ra nó không muốn đánh đâu mà nó tức quá, cứ đưa cái mặt búp. Đụng cái răng. Cuối cùng ngày mai cái mặt xương chùi vô. Mà về cũng giải quyết vấn đề, cũng có khó gì đâu. Đánh rồi xong ngày mai anh mua miếng thuốc nè, em xin lỗi nghe em. Mà hôm qua anh tức quá anh lỡ đánh em vậy đó, thôi em đừng có buồn nghe không nè, thuốc nè. Để anh thoa thuốc cho nghe không. Bắt đầu nguôi à. Cuối cùng bị người ta đánh rồi, cái người ta đi năn nỉ lại. Cái mai mốt cái tức nữa, nè đánh đi. Mày đánh ngay chỗ này nè, cái mặt chỗ này nè, mày đánh đi. Đánh đi. Búp. Tiếp tục mua thuốc về năn nỉ nữa. Đúng là lỗ hoàn toàn, lỗ vốn. Có khi đánh xong năn nỉ mà còn khổ nữa chứ. Có cái bà kia bà đẻ nhiều vô cùng luôn. Người ta hỏi bà sao bà đẻ dữ, bà nói gì? Mỗi lần dặn nhau là một đứa. Trời ơi mấy bà đây biết làm sao. Mỗi lần dặn nhau là năn nỉ nhau là một đứa. Trời ơi, mỗi lần mà yêu nhau mà năn nỉ lại là kẹt á. Năn nỉ lại là kẹt. Còn mỗi lần bị đánh mà năn nỉ là một đứa. Năn nỉ là được thương thời gian. Rồi xong bị đánh rồi năn nỉ được thương thời gian nữa. Mấy bà để ý đi, lúc nào mà bị đánh mà năn nỉ lại là nó thương được mấy ngày. Nó thấy nó lạ lạ hay sao, nó bị đánh rồi xong á, năn nỉ lại làm như nó lạ lạ hay sao, nó thương được mấy ngày. Mà thương mấy ngày đó mấy bà cũng te tua. Thấy chưa, cuối cùng mình là người lỗ vốn hoàn toàn. Không, cái gì mình thấy mình cũng lỗ không à. Đúng là chớ sanh làm kiếp đàn bà. Khổ gì đâu mà nó lỗ, gì đâu mà nó lỗ nặng luôn á quý vị. Thấy không? Bởi vì Phật mới nói là nhàm chán thân nữ, quý vị coi. Đọc trong 48 lời nguyện có một lời nguyện nhàm chán thân nữ đúng không? Phật đâu có nói nhàm chán thân nam đâu. Nhưng mà những đức cũng khuyên các ông, thân này đều khổ hết các ông à. Thấy không? Nhưng mà thân đàn bà thì khổ hơn, nên Phật mới nói là nhàm chán thân nữ đúng không? Mà quý vị thấy nó bận bịu không? Nó quá nhiều thứ bận bịu về thân nữ, khổ thiệt, thấy không? Nếu quý vị mà suy nghĩ kỹ ra, nội mà đẻ chữa thấy quá khổ đúng không? Trời ơi, ở đây có nhiều cô đã từng khổ vì đẻ mà. Lúc mà mang bầu, trời ơi. Đi như là con dịch đạt. Ảnh cổ thì cao ngồng, cái bụng thì chà bá, đi hai hàng, khổ đau gì đâu, thấy không? Nó rồi sanh con quý vị coi, trời ơi khổ thảm thương. Đẻ xong rồi nói chồng, mai mốt có sanh nữa nghe không, nghỉ rồi đó nghe chưa. Vậy mà vài tháng sau thấy cái bụng chình bình nữa. Có không? Trời ơi, vài tháng sau là cái bụng bự nữa. Bụng bự nữa, cái nó một lần này nữa thôi mà tôi nghỉ rồi đó, không có sanh nữa đâu. Tự nhiên đẻ xong vài tháng sau thấy cái bụng bự nữa.
Ôi ngày xưa mà đàn bà đẻ mười mấy đứa con, bởi vì bây giờ mà nghe quý vị thấy giận ốc mình luôn quý vị. Có nhiều cô bây giờ nói nuôi có hai ba đứa con mà nó thôi nó cực, đừng có nói nữa. Vậy mà ngày xưa nó nuôi mười mấy đứa con quý vị. Như Xu Gia bên nhà Nhuận Đức có cái bác Sáu, bà sanh 14 đứa con. Rồi bà sanh 14 đứa con, mới đơn giản quý vị ơi. Ngày xưa người ta sanh 7-8 đứa là bình thường lắm, thấy không? Nó khổ lắm quý vị ơi, bởi vì nhìn thấy thảm thương, te tua, bởi vì nhìn thấy mặt tội nghiệp ghê. Không quý vị, mấy ông đàn ông mới thương mấy bà vợ, đúng là thấy tội nghiệp. Không đàn bà nghĩ là thấy tội nghiệp quý vị. Nó tức cái gì lên thì quải như gà mắc đẻ vậy đó. Chứ thật sự thì không có gì chứ. Nên mình là người đàn ông mà mình hiểu người đàn bà rồi, người đàn bà dễ chị lắm. Họ mà tức quấy 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 quấy. Xong cái lại im ngu, không có cái gì nữa khó khăn cái gì á. Nó quý vị chỉ cần mà nói nhẹ vài câu cái sợ lắm. Ngộ vậy đó. Nó nên từ nơi đó mà mấy ông phải thương mấy bà vợ, tội nghiệp mấy bà. Mấy bà sanh đẻ khổ lắm nghe không? Nó nên mấy ông ngồi ở đây về nói với mấy bà. Có nhiều ông già già mà cũng về đó. Giờ tôi nghe thầy nói rồi đúng là tôi tội nghiệp bà thiệt luôn đó bà ơi. Trời ông bữa nay sao nói chuyện sao bén vậy, ngon quá vậy ha. Tôi nghe thầy nói đúng là tôi nghe thầy kể mới thấy tội nghiệp mấy bà đàn bà. Không? Nên mình đừng có tức mà đánh người ta tội nghiệp quý vị. Đừng có đánh vợ tội nghiệp, đàn ông mà đánh vợ là vũ gì? Vũ nữ hả? Đàn ông mà đánh vợ tới tội nghiệp lắm, nó kỳ cục lắm quý vị. Thí dụ như giờ mình sống với người ta rồi mình đánh người ta rồi mai mốt mình sống với người ta nó kỳ cục dữ lắm. Nó bị sức mẻ tình cảm, phải không? Cái gì thì cái gì chứ đừng có đánh vợ. Đánh vợ là nó sức mẻ tình cảm lắm đó. Nó phá vỡ cái tình cảm nó lớn lắm. Tại tình cảm nó đến với nhau mà bây giờ mình đánh người ta rồi mình sống lại với người ta là như một ly nước nó đổ đi. Tức, cỡ nào tức đừng có đánh vợ. Lỡ quá tức kìm không được, giọng vô cây. Trời ơi, mà người đàn bà cũng tội nghiệp họ nghe. Kiểu như chồng mà tức quá giọng vô cây, bà cha bà bay lỡ bà đỡ cái cây. Anh đừng quýnh vô cây. Nghĩa là gì? Mình lỡ tức quá đúng không? Nhưng đánh vợ một phát là nó vỡ tình cảm liền. Tình cảm nó bị đổ vỡ liền. Nghĩa là cả đời con người mình là mang tiếng đánh vợ. Hiểu không? Đừng nên đánh. Bây giờ mình học Phật hiểu quý vị. Thôi. Sống làm sao mà nó đặc biệt nhất là giữa con người với con người với nhau nó hòa thuận được. Nó bây giờ chúng chùa mình là mấy trăm người nó sống hòa thuận nhau được á. Đến khi yếu mắt rồi họ cùng hộ niệm cho nhau, thấy không? Lúc ăn cơm thì ngồi trong nhà ăn cùng ngồi ăn cơm, quý vị thấy nó vui vô cùng. Dù là ăn đơn giản nó cũng thấy vui nữa. Đó. Quý vị về đây ngày Chủ nhật cộng tu, quý vị coi ngồi ăn cơm chung quý vị thấy vui không? Mà mình đi vô đây mình tu mình quen được nhiều bạn tu nữa quý vị. Quen nhiều bạn tu nữa. Nhớ nghe, bạn tu là bạn tu chứ không có mượn tiền nghe chưa? Nào nhắc á. Đi tu chung chứ mượn tiền là không có dính vô thôi chị ơi. Thầy dạy ơi. Tình cảm bạn bè đừng có dính tiền bạc vô. Không, đừng có dính tiền bạc. Chị em gặp nhau tu hành cùng nói chuyện nhau chơi chứ không có lôi chuyện người nhà mình ra nói tùm lum tùm la. Nói chuyện Phật pháp thôi. Vậy xong, niệm Phật. Được vô đây tu quen bạn bè tu nhiều vui. Vậy thôi, kết duyên á. Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chứ không có đặt cái vấn đề dính dáng chuyện này lũ bu chuyện nọ. Nhớ đó nghe quý vị. Nó nên mình chọn Phật pháp là mình chọn ngay cái lời Phật dạy. Tất cả những người dẫn mình đi tu là duyên mình cảm ơn người ta. Nhưng mình phải nhận thức được đúng sai của nó nghe quý vị. Những đức nhắc đây để cho tất cả những người trưởng đoàn dẫn người đi tu, quý vị phải sáng suốt để dẫn người ta đi tu. Nếu như mình theo một con người dẫn mình đi tu mà người ta không tu, mà mình đi theo người ta là có chừng sau này mình cũng xả cánh luôn á, bỏ đạo á. Nhớ nè, lên xe sòng thẳng. Những đức nói sòng thẳng vẫn là tốt nhất. Xe bao nhiêu tiền quý vị cứ trả tiền sòng thẳng đi. Đừng có dính ăn tình. Quý vị nhớ Phật nói mà, món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Thà mình dính món nợ tình cảm với Phật, nó đặc biệt hơn là dính tình cảm với chúng sanh phàm phu. Gặp một người đàn ông hay người đàn bà nó chuộng phu thì được.
Nhưng nếu mà mình dính tình cảm với con người mà nó tiểu nhân, mình cũng phiền lắm quý vị. Thôi xe bao nhiêu trả thẳng thắn, tiền xe rõ ràng. Đi bao nhiêu trả bao nhiêu. Đi tu là quý rồi, thấy không? Nhớ đó. Vậy thì nó tồn tại lâu dài lắm. Nhớ nè, con người sống cái gì nó phải rõ ràng. Quý vị coi bao nhiêu Phật tử những đức quen mà có rắc rối gì không? Không. Từ xưa giờ quý vị biết những đức xin thưa quý vị nghe, những đức chưa bao giờ dính vào cái chuyện tiền bạc lu bu với ai chứ. Chưa bao giờ luôn. Đó, kinh nghiệm rồi. Còn khi mà tượng Phật người ta đem lại cúng, những đức nói chùa tượng đủ rồi. Chứ những đức không có nhận mà đem đưa cho chùa khác, không có đâu. Những đức chỉ họ chùa nào cần tự đem đi đi. Chứ nếu như tôi nhận tôi không thờ, rồi cuối cùng họ đem tượng đến đây mình không thờ, họ hỏi tượng con tặng cho thầy cúng dường cho thầy, tượng nó đâu rồi thầy, mình trả lời sao? Mình nói chùa nó đủ rồi, tôi đem đến chùa khác rồi. Cho kỹ thầy. Cúng dường cho chùa thầy là để chùa thầy thờ, thầy không nhận thì thầy nói cho thầy tự thầy đem đưa đi, kỳ cục với thầy. Thầy thấy chưa, phiền phức thì sao? Cái này là ngày xưa những đức đã gặp rồi, thờ quảng chúng như Đà Lạt á. Cái bà đó bà tặng cái pho tượng đá non nước gì đó, tượng Di Đà cho ông thầy. Cuối cùng sau này người ta tặng cho bộ tượng khác đẹp quá. Cuối cùng cái đầu cái pho tượng nó đem vô trong chùm mền lại. Bà đến chùa bà đi vòng vòng chùa bà kiếm qua trời luôn. Cuối cùng thì ông thầy đi giảng pháp, còn mình ông hỏi chùa ai coi. Những đức nói tôi chú Hiền. Tôi coi. Coi tượng Phật tôi đâu? Mà tượng Phật gì tôi đâu biết chắc. Cái tượng Phật A Di Đà đứng mà cái tượng bằng đá. Cái tượng nó ngày xưa tôi đặt nhiều tiền lắm á. Đâu? Tôi đâu có biết. Coi chùa mà gì cũng biết chứ. Thấy chưa? Qua trường hợp này kinh nghiệm. Nên bây giờ sau này ai mà tặng cái gì trong chùa, những đức nói cần thì những đức dùng thì mới nhận. Còn không không có nhận là không có dùng, thì những đức nói quý vị muốn đem đi đâu đem đi, tượng có dính vô đâu mệt lắm. Trời ơi, Phật tử không có đơn giản đâu mấy bà ơi. Không kinh nghiệm rồi mình cũng bị te tua. Thí dụ như họ, ví dụ như mà bây giờ mình làm cái gì đi, họ cúng dường đi. Bắt đầu là họ lạng vòng vòng, họ coi có làm không. Okay, có làm không. Cái chùa nghe nói đổ cái chuông mà sao không thấy cái chuông mà sao. Nhân tiền rồi không thấy cái chuông gì trơn rồi trời. Thấy không, phiền phức đấy chứ quý vị. Rồi đây là kinh nghiệm đó nghe. Đừng có tạo thêm cái phiền phức cho mình chứ trời. Tôi không có gầy dựng cái phiền phức này đâu. Nói ai đến cúng dường chùa, cúng dường Tam Bảo. Tôi không có dính vô phiền phức. Không quý vị không? Nên những đức khuyên quý vị, mình là người biết tu cái gì rõ ràng, sòng thẳng. Không, sòng thẳng rõ ràng. Thế gian này là như vậy đó. Nhưng trong cái sòng thẳng rõ ràng có tình cảm con người ở trong đó. Không, nó tình cảm con người mà không dính mắc. Từ nơi đó quý vị nghe gì rồi, nghe quý vị giải quyết vấn đề gì cho rõ ràng nghe chưa. Đừng có mà lê ê là phiền phức lắm đó. Cả trong chùa này cũng vậy. Nó nên những đức nói là những đức với các vị trưởng đoàn nó thăng với nhau lâu dài là do gì? Nó không có chơi chung. Không có chơi chung nó mới thăng lâu dài. Dễ dở ương á. Chứ nó không có thăng thiết với nhau, nó không có đi chung. Trời ơi, quý vị biết rằng mình, ví dụ như ông thầy giờ đi đâu đi, bên cạnh ba bốn bà đi theo, đi giết mấy bà ginh mấy bà, mình liền song song luôn. Không có đơn giản đâu, chỗ đây kinh nghiệm mà. Kinh nghiệm. Thôi, tôi muốn đi đâu tôi gọi mấy chú trong chùa đi chung, im im đi. Còn mấy bà tôi không dám đi chung. Đi chung có ngày chồng mấy bà ghen sao? Ổng nói là mình gũ vợ người ta đi chơi, đúng không? Dính là sao trời? Thôi tránh đi, tốt nhất là như vậy. Nó bây giờ khó tìm ra hộ pháp mà gọi là hiểu tu, hiểu đạo lắm. Khó tìm lắm. Nên thôi mình tu mình tránh bớt cái chuyện đó đi. Nên những đức đã kinh nghiệm quá hết trơn rồi. Những đức đi đâu là gũ mấy chú trong chùa đi không à. À. Nó. Có xe thì bắt mấy chú chở, còn không có xe thì thuê một chiếc xe đi thôi. Đi xong im im đi về. Không có rủ ai đi theo mấy bà Phật tử chứ. Có mấy bà theo phiền lắm. Mấy bà thì cho mấy bà đi, không có ông nào đi chứ. Nó những đức như vậy đó, kinh nghiệm quý vị. Nó nên mấy ông cũng vậy đó. Biết tu nhưng mà đừng có chơi chung với mấy bà, có ngày có chừng bị đánh. Đi vô chùa mà cái kiểu mà biết tu á, trời ơi. Ngồi nói chuyện với nhau có ngày dính. Trời ơi, nhiều ban hộ niệm, đi hộ niệm đi giết á.
ông này chở bà kia, ông kia chở bà nọ, tránh đi nghe. Chở với có ngày rớt xe đó. Giỡn đâu, đừng có đùa. Trời, bao nhiêu ban hộ niệm bị rớt mà nói đùa hả? Tu thì tu, nhớ cái tâm này nó chưa đâu. Đừng có nói, quý vị phải có kinh nghiệm á. Những đức mà bao nhiêu năm nay mà không bị dính cái gì hết trơn là phải cố gắng á quý vị à. Con người ta đi trước mình kinh nghiệm cho mình á. Nhưng mà nói cuộc đời này có khéo cái nào khéo, nhưng thế nào cũng chợt vô chuối một lần thôi. Khéo gì khéo, nhưng mà thế nào cũng phải dính một keo à. Dính một keo rồi kinh nghiệm nó mới lên đô. Nó không có đơn giản đó thôi chứ. Quý vị coi đông như vậy, nó nói chứ nếu mà thăng là cũng thăng dữ lắm, không có giỡn không. Cần cái gì cái là thầy hôm nay cần gì với các con á, phụ trợ với thầy này kia. Trời ơi mấy bà lao thì khổ người ta cái gì biết không. Nó nhiều cô mà gọi là đi đến chùa mà tu mà nghe ông thầy giảng mê ông thầy luôn á, mê luôn á, mà vẫn không nó mà về bắt đầu là như cái gì cũng là thầy thầy. Chồng nó nói tao ở đâu người thầy, có chuyện thấy chưa. Mình hướng dẫn người ta phải kỹ là cái chuyện đừng có nói gì cái ông thầy, nghĩa là mình cứ lo mình tu, mình làm trách nhiệm đàn bà, làm chồng làm vợ cho tốt đi, đừng có dính dáng cái chuyện ông thầy vô. Chuyện của ông thầy là chuyện của chùa, là chùa lo, chứ còn cái chuyện của mình là chuyện ở nhà mình lo. Không nói chuyện đi đến chùa chỉ nghe đạo và tu thôi, còn cái chuyện mà dính vô cái chuyện tam bảo đừng có dính vô. Từ khi ngôi tam bảo nào cần quý vị thì cái chuyện đó của quý vị, nhưng ở đây những đứa không bao giờ lôi ai vô đây chứ nó không. Nên Phật pháp quý vị thấy những đức nói đơn giản không? Rất là đơn giản như đang giỡn vậy đó. Thấy không? Rồi, nên có những người ta nói những đức nói thầy giảng pháp. Ôi ơi ông thầy đó mà giảng pháp thầy dốt, giảng pháp gì? Nó kệ nó dốt gì mà dễ nghe đó. Chữ O là chữ O, chữ A là chữ A, chữ Á là chữ Á, chữ Bờ là chữ Bờ, gì mà nghe được đó. Còn ông nói chữ tiếng Anh gì không? Đố mà ai biết. Tôi nói Phật pháp vậy được không? Tôi nói cái cuộc sống hàng ngày vậy đó. Tôi có nói giảng pháp, tôi chia sẻ. Được không? Đơn giản thôi quý vị, có gì đâu. Vậy mà cũng tiếng rưỡi rồi đó. Thấy thấy chưa? Vậy mà từng nào cũng nghe được hết chứ. Nó có gì đâu. Hồi nãy giờ có gì không? Không. Không mà tiếng rưỡi rồi đó. Trời ơi bao nhiêu câu hồi nãy giờ nếu mà ghi không biết bao nhiêu mà nói nữa. Vậy mà cũng xong tiếng rưỡi. Vậy mà mấy bạn ngồi ngon lành đúng không? Ngồi không ngủ gục mà mặt cười được, tươi vui, từng nào cũng đến. Nói gì trời? Không có nói gì chứ. Không có nói gì mà ngồi tiếng rưỡi gì à? Thấy chưa? Thấy ngộ không? Nó có nghĩa là có nhiều Phật tử nói là trời ơi mỗi lần mà con nói mà thầy thuyết pháp á là cái ông thầy của chùa con ông nói thuyết pháp cái gì mà thuyết pháp. Tao thấy cái ông đó có thuyết pháp cái gì đâu, cái ông đó ông nói cái gì không. Nhưng Đức nói ông không đủ bản lãnh để nghe được lời pháp của tôi. Tại vì sao? Ông học quá cao siêu rồi. Học quá cao siêu rồi quý vị. Giống như cái người đi xe sao có cảm giác của người đi bộ quý vị biết không? Nên đi bộ mà ngắm cảnh quý vị coi nó đẹp còn hơn người đi xe nữa. Người ta đi bộ ngắm cảnh còn ổng chạy xe không rồi sao ổng có cảm giác của người đi bộ. Nói không nên thì nhớ đơn giản vậy thôi, có gì đâu. Nó trời ơi chúng ta mà ngồi mà được nghe gì quý lắm ha, quý lắm á. Quý sao mấy bà cười hoài là được rồi đúng không? Trời chọc mấy bà này cười đâu có dễ. Cũng phải bỏ thời gian niệm Phật dữ lắm mấy bà mới cười được á. Chứ đâu có đùa mà cho mấy bà cười đâu trời. Mấy cô ở nhà mà cại miệng mà có nụ cười này cũng dễ. Mấy bà có cười đi chăng nữa cũng là chứ làm gì mấy bà cười mà tự nhiên gì. Mấy cô coi có những cô mà mấy cô cười mà mấy cô nói cười đau bụng luôn. Nói gì đâu mà cười đau bụng luôn. Vì coi nãy giờ cái ông này ông cười nè. Thấy không? Ông này ông cười trời là trời. Cái ông này công nhận cái bữa nào mà có ông giảng là bữa đó
đúng là cái bữa đó cũng là cười nhiều thiệt. À, khi chúng ta chưa biết Phật Pháp thì tâm của mình thường nhỏ nhen hẹp hòi, nên thường đi đâu cũng lụm rác rưởi của người khác đem về chứ trong nhà, nên thường sanh phiền não. Tâm mà hẹp hòi nhỏ nhen có nghĩa là mình đi đến đâu cũng không vừa lòng, không vừa ý. Đó là tâm nhỏ nhen hẹp hòi đó quý vị. Còn khi cái tâm mà nó mở rộng thì mình cảm thấy vừa lòng vừa ý lắm. Thuận mình cũng vừa lòng, mà không thuận mình cũng vừa lòng. Tại vì thuận hay nghịch nó đều là cái ngoại cảnh bên ngoài. Mình đừng có đem những cái thuận nghịch đó mình đặt vấn đề nặng nề quá thì mình khó học đạo được lắm, phải nhớ đó. Hồi sáng những đức gặp một bậc cụ, bà đến và gặp những đức nói chuyện ngay chỗ cái đài Bồ Tát Quán Thế Âm. Đang nói chuyện với một cô kia thì cô cũng có học thức lắm, làm cô giáo, sống với chồng có thời gian lâu mà không có con, nên chồng cũng muốn chia tay với cổ để ảnh cưới người khác, để người khác đẻ con cho ảnh. Cô này thì lúc trước cũng nghe những đức nói chuyện nhưng chưa mở được cái tâm, cô cũng buồn, buồn lắm chứ. Nhưng từ từ rồi cô thấy rằng nó cứ vậy mà sống thì cảm thấy cũng khổ. Nên chuyến này cô vô cộng tu, cô quyết tâm mà về chấp nhận cái ý của chồng. Tại vì cô nói rằng là lôi kéo ràng buộc hoài cũng không có lợi ích gì, mà người ta cũng muốn đề xuất như vậy, chứ sống cũng nhiều năm mà không có con, giờ cũng biết niệm Phật, nhiều năm nay cũng cố gắng làm ăn này kia được, nhưng mà cuối cùng không giả tràng, không có cái gì hết, gia đình cũng không thấy hạnh phúc. Rồi cô nói những đức là từ từ cô nghe những đức nói chuyện, cô thấy rằng là sao mà ông thầy này ở đây ông lo cho bao nhiêu trăm người mà ông thoải mái quá, còn mình không biết lo cái gì đâu mà mình cứ nặng nề hoài vậy, cứ bận tâm hết việc này đến việc khác. Cậu nói những đức là từ hôm nay con quyết định con buông cái tâm con xuống đi, con thấy rằng tất cả những sự con cố gắng hình như là trong mạng con nó không có cái đó, nên dù có cố gắng đi chăng nữa cũng không được cái gì. Nên càng nghe thầy nói chuyện thì mới hiểu, thôi bây giờ cố gắng. Những đức hỏi cố gắng cái gì, cô nói cố gắng buông xuống. Những đức nói cô biết làm sao mà buông xuống được không, nó phải có phương pháp. Cô biết pháp môn tịnh độ mà cô không có siêng niệm Phật, khi cô không có siêng niệm Phật thì nó không đủ cái lực để nó chuyển cái nghiệp đâu, cô nhớ đó. Dù là cô muốn buông xuống nhưng buông quá được, tại vì câu Phật hiệu nó có một cái quay lực mà chúng ta không có thể nào mà giải thích hết được đâu. Chỉ là có cái người hành trì cái pháp này nè mà chân thật á, thì quý vị mới thấy được cái quay lực ở trong câu A Di Đà Phật. Nó có cái quay lực và phát triển cái tâm lực của quý vị, nó đủ khả năng để nó chuyển được cái nghiệp mà quý vị không buông được, là nhờ niệm Phật mới buông xuống được. Nhớ. Nó chỉ có một câu Phật hiệu đi đứng nằm ngồi niệm thôi đó, mà vậy mà nó chuyển đi những cái nghiệp buồn phiền quý vị được á, nó chuyển cái tâm buồn phiền á, mà quý vị muốn buông buông không được, muốn bỏ không được. Không phải là muốn buông, không phải là muốn bỏ, nó có cái chỗ muốn buông muốn bỏ là nó dính mắc. Lạ thay là chỉ cần niệm câu A Di Đà Phật này thôi, tự nhiên nó buông, tự nhiên nó bỏ. Nghĩa là tự nhiên nó buông rồi tự nhiên nó bỏ, lạ vậy đó. Nghĩa là tự nhiên đây là nó quên, nó quên thì nó buông,
nó quên thì nó bỏ. Mà nó quên cái đó là nhờ nó nhớ A Di Đà Phật nó mới quên cái đó. Chứ nó không nhớ A Di Đà Phật sao mà nó bu được cái đó. Nên nó có những tình cảm mình muốn buông buông cũng được nữa. Vậy mà nhớ A Di Đà Phật là tự nhiên nó phai cái kia liền, không nói gì. Đây là cái chỗ mà 11 năm nay những đức niệm Phật, những đức đã thấy cái lợi ích của niệm Phật thù thắng mà. Lợi ích lớn lắm. Càng niệm Phật thì tính tình nó không có nhỏ nhen, bù phiền ai để trong tâm hết chứ. Cái này là xác thực 100% luôn á. Có buồn ai cũng chuyển mau. Và cái sức tư duy nhạy bén sáng suốt. Lạ lắm, câu Phật hiệu cứ niệm vậy thôi mà nó ngộ vậy đó. Rõ ràng là mình niệm câu Phật hiệu viết là tâm mình giống như tâm Phật A Di Đà. Cái sức tư duy của mình nó nhạy bén rõ ràng. Sức suy nghĩ nó cũng nhanh. Cái gì không cần thiết buông buông cái vèo, buông cái một xong mất tiêu. Nó những đức học Phật rồi những đức mới thấy được nhiều cái mà ngày xưa mình không hiểu nên mình làm sai. Thí dụ như những đức từng kể, lúc những đức mới đi xuống đây, có một cái chú này cư sĩ ở trong chùa. Ông làm giỏi vô cùng luôn. Vậy mà ông lấy chiếc xe Honda của chùa ông đi luôn, ông đi tới bây giờ mất tích không bao giờ thấy ông. Chỉ có đúng chiếc xe Honda. Chiếc xe 50 mua có 11 triệu. Bây giờ ông xin tiếng những đức cũng cho ông nữa, cần gì ông lấy làm gì. Nghĩa là ông suy nghĩ sai một cái thôi, là sai một ly đi ngàn dặm. Ông lấy đúng chiếc xe Honda thôi là ông đoạn duyên luôn. Bây giờ ông về đây ông tu nữa cũng được, đâu có gì đâu, những đứa đâu có nói gì. Nhưng mà làm nó được, cái lương tâm nó nặng nề. Mà bây giờ muốn cái lương tâm này nó nhẹ lại thì phải sao? Dùng cái tâm này niệm Phật đi. Dùng cái tâm này niệm Phật, tức khắc cái tâm đó nó không còn cái ngã. Nó không còn cái ngã là cái gương mặt mình lấy xe Honda gì kỳ quá, nên mình nghĩ đi đến chùa tu. Nếu mà niệm Phật là nó bỏ cái lương tâm mà nặng nề đó liền. Mà muốn bỏ được cái tâm cái ngã đó là phải niệm câu Phật hiệu này mới buông. Vì câu A Di Đà Phật, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Nó mê hoặc nên nó lấy xe Honda, rồi nó buồn phiền, nó nặng nề, nó không dám đến chùa thì nó nặng thêm. Là nó càng mê hoặc là nó bỏ câu Phật hiệu nên nó mê hoặc. Còn nếu như mà thường niệm câu Phật hiệu thì tức khắc nó giác. Mà giác rồi là nó chuyển được cái tâm mê kia, thì tức khắc nó cứ đi đến chùa tu bình thường, như là không có chuyện gì xảy ra, thì cũng như là không có chuyện gì xảy ra. Nghĩa là nó không có chuyện gì xảy ra, mà là do mình đặt vấn đề là có chuyện. Mà đặt vấn đề có chuyện. Thí dụ như mình đã từng thương yêu một người nào và thân thiết với một người nào, rồi một ngày nào tự nhiên giữa mình với người đó nó không còn thương yêu thân thiết nữa, là nó đâu còn chuyện gì đâu. Nhưng mà mình lại đặt trong tâm là nó đã từng có những kỷ niệm như vậy. Bây giờ gặp lại nó cảm thấy không tự nhiên. Không tự nhiên là do cái tâm của mình thôi. Nếu như mình niệm Phật mà đến một cái trình độ nào đó, thì tức khắc mình không còn cái tâm đó nữa. Thì tức khắc giữa quý vị và cái người đã từng quen mà bây giờ không còn quen nữa, nó trở thành bình thường, cũng như bạn bình thường, không có gì. Mà phải niệm có Phật hiệu này, phải siêng năng mà niệm nó mới chuyển được cái tâm. Nó chuyển được cái tâm nghiệp đó rồi là tức khắc quý vị không còn khổ nữa. Chỉ có chuyển được cái tâm đó thôi. Mà phương pháp tu chỉ có đúng một câu Phật hiệu. Dùng câu Phật hiệu này cái điểm hoài thành công. Nói gì nó đặc biệt chứ lắm. Nó còn một cái chú tội nghiệp hôm qua những đức đi dọc đường kể cho một cái chú chở những đức đi qua bên kia. Những đức nói tội nghiệp ổng lúc trước mà chùa mình mới phát triển cộng tu là ổng chở người đến tu. Chú này ổng chạy xe, những đức thường nhờ ổng mua xe ấy. Vậy mà những đức đưa ổng 160 triệu mua giùm chiếc xe, là những đức mua chiếc xe cấp trước mới phát triển đạo tràng á. Định là chủ nhật chở cụ tới lui qua lại, xe 30 chỗ, xe cũ. Cuối cùng cầm tiền đi mất tiêu luôn. Mà trong khi mua cho những đức nhiều xe lắm á, mua giùm người nhiều xe mà mua cho người ta không á. Tính ra những đức mua cũng 6-7 chiếc xe cho người ta, chữ thập đỏ đồ này kia, tặng cho người ta. Vậy mà đưa ông 160 triệu mua xe 30 chỗ lỏng mất tiêu luôn. Thì những đức đâu có nói gì đâu, nhưng mà ổng cũng mất tiêu luôn. Những đức nói thiệt tình, con người chỉ có 160 triệu mất đi cái sĩ diện con người mình uổng ghê luôn. Những đức nói bây giờ mà ổng đến chở khách đến tu bình thường, những đức có nói gì. Những đức gặp chào ổng bình thường, những đức nghĩ không có chuyện gì xảy ra, chuyện này những đức quên mất tiêu. Nhưng mà những đức muốn nêu cho quý vị nghe rằng con người quý vị à, nếu như mình sáng suốt thì đừng có để đồng tiền nó bán rẻ lương chi của mình, uổng quá. Đến thế gian này giàu hay nghèo gì ai cũng có cái khổ. Chúng ta vì đồng tiền mà bán rẻ cái lương tâm của mình, uổng quá quý vị. Hiểu được rồi, đồng tiền đâu có là cái nghĩa lý gì đâu.
Bây giờ những đứa cảm thấy đói đồng tiền hiểu lắm quý vị, không có còn cảm giác nữa. Những đức xin thưa quý vị đem tiền đưa những đức cảm thấy vừa không cảm ơn quý vị mà những đức cảm thấy quý vị đem cái sự nặng nề đưa cho những đức đó. Đây là nói với công chúng luôn, không phải nói đùa đâu nghe quý vị. Những đức cảm thấy rằng quý vị đưa cho những đức những thứ nặng nề. Quý vị đừng bao giờ nói hai chữ Phật sự đối những đức. Những đức không có Phật sự gì hết. Những đức không có làm Phật sự gì hết. Chỉ có nuôi mấy trăm người già, mong làm sao các cụ có cơm ăn áo bận thôi. Các cụ tu vậy là được. Còn quý vị muốn làm Phật sự gì đó là chuyện của quý vị. Những đức không có Phật sự gì phải làm hết. Nên những đức không kêu gọi hay quyên góp ai gì. Ai đưa tiền cho những đức vừa không cảm ơn quý vị, mà những đức cảm thấy quý vị đem gánh nặng đưa cho những đức. Đây là nói thật lòng đó. Hãy để cho tôi được yên. Có những thời gian tu hành rồi xong, vậy thì cả đời cứ vậy mà tu. Quý vị muốn làm gì đó quý vị làm. Cái Phật sự một Phật gì đó quý vị cứ làm đi. Những đức không dính Phật sự gì hết chứ. Những gì những đức làm được là những gì những đức đã tính được và có thể làm được thì làm. Còn những gì không làm được thì thôi. Những đức cũng mong những người những đức hướng dẫn niệm Phật. Quý vị sống làm sao tâm tư quý vị cho nó thoải mái đi. Cuộc đời này lê quay đến tuổi già mình chết rồi quý vị làm gì phải nặng nề dữ à. Chùa mình hôm qua có bà cụ vừa mới mất. Bà cụ khỏe sỏi. Chồng mới mất nội trong năm nay. Mới mất luôn. Chồng mất là thiêu lưu lại xá lợi đó. Cùng quê nhận đức luôn. Bà sỏi vẻ re. Không có bệnh gì mà phải để cho người ta chăm lo gì chứ. Hôm qua bà ăn cơm rồi xong hết trơn, tự nhiên bà yếu. Những đức qua mà phải chi, những ngày thường những đức đâu có ở chùa đâu. Ngày thường những đức bên Đại Tùng Lâm. Hôm qua buổi chiều thứ bảy thì những đức ở chùa. Thì bà yếu cái, những đức đi qua ngay phòng, nhìn bà cái những đức nói bà này đi. Kêu mấy chú lấy băng ca đưa vô phòng hộ niệm, sắp xếp ban hộ niệm. Hộ niệm đúng 12 giờ phía đi. Nghĩa là nó rất nhẹ nhàng. Bây giờ tiếp tục hộ niệm. Hộ niệm cho đến sáng ngày mai là người ta được hộ niệm 30 tiếng. Một vị cư sĩ trung bình là niệm được 24 tiếng. Còn bà cụ này được 30 tiếng. Tại vì 12 giờ phía lôi đi niệm chi nên niệm tới sáng luôn. Nên nó kéo dài thời gian 30 tiếng, hơn 30 tiếng. Các vị thấy cái phước người ta niệm Phật chưa? Còn những đức gặp rất là nhiều người, những đức nói rằng những đức hướng dẫn quý vị gia đình có cha mẹ già, cứ để cái điệu hộ niệm, cái đèn bông sen để suốt bên cạnh cha mẹ đi. Sau này rồi là khỏi cần bận tâm, cứ như vậy mà hộ niệm thôi, không có gì chứ. Nhiều người gặp những đức nói lợi ích lớn vô cùng thầy ơi. Mấy cô gặp cứ là nói thầy ơi cứ để cái đèn bông sen vậy gần cha mẹ già, rồi xong cha mẹ yếu, rồi xong anh em ngồi xuống cứ niệm Phật. Mà lúc còn sống là cha mẹ đã nghe quen rồi, bây giờ hộ niệm đúng cái điệu gì luôn, lợi ích lớn vô cùng. Quý vị thấy rằng rình ràng khó khăn cái gì, dễ dàng vô cùng, tiện lợi vô cùng. Có ban hộ niệm cũng được, không có ban hộ niệm thì mình niệm. Tại vì mỗi ngày cha mẹ đã nghe câu Phật hiệu này quen rồi. Điều hộ niệm bốn chữ á, những đức niệm câu, quý vị niệm câu. Cứ vậy mà hộ niệm thôi, trong chùa cũng y rang vậy thôi, vậy đâu. Nên quý vị thấy cuộc đời vô thường không? Đã là vô thường như vậy mà mình cứ nghĩ nó thường hằng, nó không có mắt. Nên mình cứ đặt vấn đề nặng nề hoài, cái cõi đời này sao nó khổ dữ vậy chàng. Những đức nói trời ơi tôi một ê gì mà sao tôi khỏe quá, sao quý vị có hai ba người mà quý vị nặng dữ hả? Quý vị nặng là ngay chỗ nào biết không? Tình cảm. Vì tình cảm mà quý vị khổ đó. Vì tình cảm mà quý vị nghĩ trời ơi con mình bây giờ gì, mai mốt ở đây nó không có điều kiện để nó khổ. Con mình nó khổ tội nghiệp cho nó, thôi bây giờ cố gắng lo làm ăn để sau này của cải vật chất có đầy đủ để lại cho con. Đó, tình cảm hay bị khổ á. Nếu như quý vị không bị cái tình cảm này trói buộc thì quý vị nhất định nó có cái ý chí sáng suốt, nó đâu có nghĩ gì đâu. Tự nhiên nó sáng suốt rồi nó nghĩ gì nè. Con mình dạy cho con mình có đạo đức, nó có phước rồi. Con mình đã có phước rồi thì tự nhiên con mình sẽ có cuộc sống ổn định đầy đủ. Còn bây giờ nếu như mà mình để của cải lại cho con mình mà con mình nó không có phước, dù mình có để của cải nhiều cỡ nào nó cũng không cầm được. Nó không bị tình cảm chói buộc thì nó sẽ sáng suốt. Nếu nó bị tình cảm chói buộc thì nhất định nó tối tăm. Nên những đức nói rằng người học Phật mà giữ tâm hẹp hòi nhỏ nhen, chỉ biết cá nhân mình và người thân mình, làm sao quý vị học Phật mà được an vui và an lạc được quý vị.
Những đức học Phật 11 năm làm cái gì? Chỉ có niệm Phật thôi. Quý vị cảm giác rằng những đức rất nhẹ nhàng, không có gì nặng nề cả. Bệnh đau hay chết chóc gì những đức không còn nặng nề nữa, không còn đặt vấn đề nặng nề. Những đức không có suy nghĩ Phật sự, việc thiện, việc lớn gì ở thế gian này. Tôi chỉ có niệm Phật, tôi chỉ có phiên người ta niệm Phật. Những cái gì cần nói tôi nói lên, ai cần làm được thì làm được thôi. Tôi không có Phật sự gì hết, tôi cũng không có làm việc lớn lao gì hết, cũng không có xây chùa chiền gì hết. Có nghĩa là không có làm cái gì, chỉ có niệm Phật thôi. Tất cả những việc khác có người khác làm, rõ ràng luôn á. Nói thì nói đơn giản vậy mà trong cái nội bộ nó thì bao nhiêu việc những đức phải làm, mà những đức không có dính cái gì chứ. Rõ ràng người niệm Phật có thể làm được cái việc, làm tất cả việc mà không dính mắc việc, làm được quý vị. Rõ ràng làm được, nhẹ nhàng vô cùng, đâu có bận tâm gì đâu. Bây giờ người vô chùa tu thì những đức phiên, người không đi vô chùa tu thì họ đi đâu? Họ đi thì thôi, họ ở thì mình lo, họ đi thì thôi. Hàng Phật tử về chùa thiệt là đông như vậy, chúng ta nhìn thấy rõ ràng vậy. Đến thì tu, không đến thì thôi. Người ta muốn đi đâu người ta đi, người ta muốn tu pháp nào người ta tu. Mình cứ hướng người ta pháp môn niệm Phật, mình có nói hoài gì để gầy dựng cái tính tâm. Còn người ta muốn đi đâu người ta đi, chứ không có hỏi thăm hay là hỏi han thì sao, lâu quá không thấy đến chùa mệt quá. Trời ơi, sao mà cứ ôm đàm nhiều thứ dữ vậy? Đã ngoài đời đã khổ rồi mà đi tu còn ôm đàm nhiều thứ nữa, muốn chuyển hoàn cảnh khổ hay sao? Cái chuyện mình còn lo chưa xong nữa mà lo tùm lum chuyện tứ tung quá chứ. Nghĩa là mình gặp người ta hỏi một số việc thì mình phiên ta niệm Phật thôi, chứ mình bận tâm chi cho nó mệt. Nó hồi sáng gặp cái cô kia, cô nói bây giờ con về, con quyết định con buông chồng con. Những đức nói cái này là cô nói với những đức có kêu nha. Tôi chưa bao giờ kêu ai buông chồng bao giờ, tùy duyên thôi, nó hết duyên thì thôi. Chúng ta chấp tay hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần điều cộng tu ngày Chủ nhật rất là đông người khắp nơi về đây. Quý vị nhớ nhiều người chúng ta ai cũng có tạo nghiệp từ sát sanh hại vật, kết nghiệp với nhiều chúng sanh lắm. Nên mình sanh đến cõi đời này mình gặp được Phật Pháp, mình đi đến đâu thì những người thương hay những người ghét, phần người âm hay là phần hữu hình, người ta cũng đi theo mình. Từ nơi đó mà mình đi vô chùa thì họ cũng đi theo mình vô chùa. Cũng như những đức nhớ lúc trước, những đức coi phòng hộ niệm trên Đà Lạt, có những hương linh người ta nhập vào những người mà chưa mắc, người ta nói rằng họ theo những người mà gần chết này theo suốt, họ không buông, chờ đợi người đó gần mắt để họ kéo thẳng đi xuống dưới cảnh giới khổ. Thì quý vị biết rằng là mình đi đâu họ đi theo đó, nhất là những người mang nghiệp phá thai bị đi đâu hương linh thai nhi đi theo đó. Nên mình đi vô trong chùa mỗi tuần gì mình nghe pháp niệm Phật, rồi khi mình cúng thí thực gì người ta được hưởng nhờ cái tâm mà sân hận đòi nợ giảm xuống, nhẹ xuống. Với họ nghe cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà mà niệm danh hiệu ngài thì ngài tiếp dẫn về cực lạc, về thế giới cực lạc không còn khổ như ở cõi ta bà này nữa, thì tức khắc chư hương linh người ta không còn cái tình chấp với cõi đời này mà người ta muốn phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mà muốn giảng sanh thì phải buông cái tâm hận thù, không có muốn đòi nợ nữa, phải mang cái tâm hoan hỷ mà hóa giải cái hận thù mà niệm Phật thì nhất định sẽ cảm với cái nguyện Đức Phật A Di Đà ngày tiếp dẫn là chắc chắn. Nên khi quý vị đi về chùa mà ngày Chủ nhật nó lợi ích cho người sống và cả người mất, những người bệnh đau này kia đồ mà người ta được nghe pháp niệm Phật, cái tâm ta hoan hỷ, tức khắc nó hóa giải cái tâm bệnh thì cái thân nó khỏe. Phải nhớ nó lợi ích lớn dữ lắm. Nên tất cả những người mang nghiệp phá thai là quý vị về đây niệm Phật, đem toàn thể công đức này hồi hướng cho họ, cầu cho những thai nhi vì nghiệp phá thai được siêu thoát,
Nên chúng ta đem công đức này, toàn thể đại chúng nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nguyện cho Ngài luôn luôn có sức khỏe. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị luôn luôn có sức khỏe và gia đình sống hạnh phúc, biết niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp hay đời này mắc mà chưa siêu thoát đều được hưởng những công đức này, đều phát tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho những thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đằng Phật tử chúng ngã kim tí nhờ cung, thự thực biến thẩm phương, nhất thiết Phật tử gồng. Nguyện dị tử công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự Phật tử giải cộng thành Phật đạo. Như đằng ngô tình chúng ngã kim tí nhờ cung, phương nhất thiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhân thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chúng ngã kim thi nhự cung, biến thập phương nhân thiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhân thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mộng lũng lăng ta bà ha, án mộng lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà vợ việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà vợ việc nhật ra hồng, tam bà vợ việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, động bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, nổ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia, văn tập tại tổ đình hộ pháp, phát bồ đề tâm của các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính, nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy y Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc là một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh, chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không độ địa ngục, quy pháp không độ ngạ quỷ, quy tăng không độ bàn sanh. Quy Phật không độ địa ngục, quy pháp không độ ngạ quỷ, quy tăng không độ bàn sanh. Quy Phật không độ địa ngục, quy pháp không độ ngạ quỷ, quy tăng không độ bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay đại diêm nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, chúng ta xuống nhà ăn để dùng cơm nghe quý vị. Chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.